Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, trong trận chiến khốc liệt tại Thiên Đoạn Sơn Mạch, Diệp Phàm kích hoạt sát trận cổ xưa của đại đế nhân tộc, khiến kẻ thù khiếp sợ. Quyền trượng thiên đình thức tỉnh, tỏa ra uy lực khủng khiếp, càn quét vô số kẻ địch. Diệp Phàm sử dụng thần nữ lô và quyền trượng, đối đầu với những vũ khí mạnh mẽ của kẻ thù. Cuối cùng, hắn tiêu diệt thần nữ địa ngục và thần tử nhân thế gian, thể hiện sức mạnh vô song của mình trong trận chiến sinh tử này. Chuyển sang tập 396 của Già Thiên. Thiên Đoạn Sơn Mạch đổ máu, quỷ khóc thần gào, giống như khúc ca ai oán trong địa ngục. Mưa máu tầm tã trút xuống, giống như luyện ngục tại nhân gian vậy. Tiếng quỷ gào liên tục, tiếng huyết gió u u vang vọng trong dãy núi. Cũng không biết có bao nhiêu người đã chết đi. Cường giả giờ còn chẳng bằng cây cỏ, lần lượt ngã xuống. Tại trung tâm của Thiên Đoạn Sơn Mạch, tiếng kêu chém giết rung trời nhưng bên ngoài lại không thấy được chút nào. Sát khí mờ mịt và hỗn độn xen lẫn một chỗ, trở thành một vùng sát hải, phong tỏa khu vực trung tâm, khiến lòng người kinh sợ. Trong chiến trường, cảnh tượng đáng sợ hơn người ta tưởng tượng rất nhiều. Nơi nơi đều hóa thành một trường tu la. Lần lượt có cường giả ngã xuống, xương cốt trắng như tuyết dính màu, nhìn mà ghê người. Vô thủy sát trận vô song, chính tòa cùng xuất hiện, tỏa ra từng luồng sát quang, chém giết bốn phương. Lại một thi thể rơi xuống, một gã tu sĩ bị giết chết, hóa thành huyết vụ. Mấy ngọn núi cục nối liền một mảnh, trên đó đều là máu tươi và xương vỡ, tạo thành một tầng rất dày, nhìn mà ghê người, khiến người ta nhìn mà sợ run. Chẳng có một khối thân thể nào ở đây là còn hoàn hảo cả. Mà tất cả vẫn còn đang tiếp diễn. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Giết chóc vẫn đang tiến hành. Mọi người đều giết tới đỏ con ngươi, không có khả năng giảng hòa, chỉ có tử chiến mà thôi. À! Một vị giới chủ của nhân thế gian kêu to. Hy vọng của thần triều viễn cổ, thần tử bị giết, bị thần tiễn của người ta bắn nát nguyên thần, tan tành thân thể. Chuyện này dù hắn có tức giận gầm thét thì cũng không có biện pháp gì. Diễn biến ra sát trận nhân gian. Một vị giới chủ khác trống to, không thể chạy trốn ra khỏi sát cục, chỉ có thể liều mạng. Nhân thế gian có tổng cộng 3 vị giới chủ ở đây, đều hiệu lệnh thủ hạ kết thành đại trận trấn giáo của bọn họ. Sát khí tràn ngập không gian. Toàn bộ thế giới đều trở lên mông lung, muốn xé mở một góc trận mà thoát đi. Nhưng vẫn không có hiệu quả như cũ, chỉ phí công mà thôi. Trước mặt chính toàn vô thủy sát trận thì bọn họ giống như thiêu thân lao vào lửa, máu tươi chảy đầm đìa, không ngừng ngã xuống, thi thể liên tục rơi xuống từng mảng. Diệp Phàm đứng ở trung tâm, đối lập với đại địch mười phương, cầm vạn thương cung trong tay, không ngừng bắn giết, mỗi mũi tên giết một kẻ địch. Đây là uy hiếp đáng sợ nhất, chuyên giết cao thủ. À! Một gã giới chủ kêu to, bị 49 mũi tên ánh sáng bắn hạ, rốt cục cũng bị đột phá phòng ngự, bị một mũi tên xuyên thấu qua thái dương, mang theo một tia máu bắn ra, ngã xuống mặt đất, không còn có thể đứng lên được, hóa thành một thi thể. Lực lượng của vô thủy sát trận tiễn vào thần tiễn khiến nó có lực sát thương vô địch, ngay cả vương giả trảm đạo cũng đều khó có thể ngăn trở. Ô ô! Hầu tử vung đại côn giống như ngàn quân đánh tới. Hơn 1000 sát thủ bị cây thiết côn đen nhánh nghiền thành thịt nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chết toàn bộ. Đoạn đức không sát sinh, chuyên tâm vận chuyển thông thiên ma cái, bảo vệ trên đỉnh đầu mấy người, ngăn cản sát khí và đạo tắc ngẫu nhiên bay tới. Giết! Người của địa ngục cũng lao lên giết chóc. Tổng cộng 4 vị ngục chủ giá lâm, dẫn cao thủ đông như mây trên người đánh tới, vô cùng vô tận. Nơi nơi đều có thi hài rơi xuống. Sau khi sát trận mở ra thì thiên đại anh hùng tiến vào đó cũng phải chịu phục, căn bản không có cách nào. Những người này có phản kháng cũng chỉ khiến thương vong càng nhiều hơn mà thôi. Năm đó đều là sát thủ thần triều, các ngươi lại bội bạc, đánh nhốt thiên đình vào vực sâu, vô tình chà đạp. Hành vi quá mức âm trầm, mau trả nợ máu thôi. Diệp Phàm thúc dục quyền trượng hoàng kim, hóa thành một con trường long màu vàng. Xương gãy, máu tươi bắn tung ra. Máu chảy đầm đìa, thi hài thành núi, rơi xuống dày đặc. Đại sát khí đệ nhất của thiên đình sống lại, uy lực gần như đã không thể ngăn cản nổi, giết rất nhiều sát thủ. Đây đúng là một trận giết chóc lớn khiến máu chảy thành sông. Ngày này thiên đình sống lại từ lửa đỏ, là thiên đình chân chính, không giống với các ngươi nữa. Các ngươi tới muốn diệt trừ ta, vậy thì các ngươi đều phải tự hủy diệt chính mình rồi. Diệp Phàm đứng ở trung tâm của đại trận, hai tay vung lên, điều khiển quyền trượng của thiên đình, dưới lực lượng bổ sung của vô thủy sát trận, khiến những nơi đi qua đều là máu tươi đỏ rực, không còn gì khác. À! Hai vị giới chủ khác của nhân thế gian kêu to, da thịt toàn thân nứt nẻ, lập tức hóa thành xương máu. Người bên cạnh bọn họ cũng vỡ nát. Cảnh tượng thật vô cùng đáng sợ. Quyền trượng của thiên đình chấn động. Nhân thế gian có 3 nhóm gồm vô số cao thủ đều bị đánh giết, trở thành một vùng máu huyết, bao phủ đầm đìa núi non phía dưới.
cuối cùng quyền trượng thiên đình đổi hướng bay về, chìm sâu vào địa ngục. Bốn vị ngục chủ nơi đó và bộ hạ của bọn họ đã mất đi thánh binh truyền thừa, giống như sói xám mất đi nanh vuốt vậy. Đây là một trận tàn sát. Kim quang đảo qua, tiếng kêu thê lương vang lên không dứt. Khúc hát của vong hồn dưới địa ngục vang lên. Đây như là tiếng ca hát trong yến tiệc của ma vương. Bốn vị ngục chủ cường đại chết hết, thi thể hài cốt nát thành mảnh vụn, không còn chút hy vọng sống sót dưới sát khí đệ nhất của thiên đình. Đáng tiếc cho bọn họ tu luyện 3.000 năm dùng sát chứng pháp, rốt cục lại gặp phải thiên địa biến đổi quy tắc, khó khăn khổ sở vô cùng mới có thể trảm đạo thành công, cuối cùng không trốn thoát đại kiếp nạn này, lúc này bị giết chết. Mà phía sau bọn họ, những đệ tử môn đồ kia lại càng chẳng cần nói tới, toàn bộ bị đánh nát bấy. Vô số người đồng loạt bị chặt đứt, tử vong hoàn toàn. Người của hai đại sát thủ thần triều viễn cổ bị giết sạch. Lập tức số người ở nơi này mất đi hơn phân nửa. Tiếng kêu trong không gian này cũng yếu đi rất nhiều. Cảnh tượng trên ngọn núi cục khiến người ta sợ hãi, không dám nhìn lại. Xương gãy, chân tay cục, đầu cổ văng khắp nơi. Máu tươi thấm đẫm tất cả, âm phong gào thét. Diệp Phàm đứng ở trung ương của trận pháp, nhìn quét tất cả mọi người, sau đó ngửa mặt lên trời nói, tới phiên các ngươi rồi. Ở trên kia còn có con cá sấu khổng lồ tới trên vạn trượng, còn một ma ảnh màu đen lớn hơn cả một ngọn núi. Đây là kẻ địch mà hắn muốn giết nhất trong lần này. Đây là cổ tinh mà Chư Hiền truy tìm sao? Thật sự là đáng ngạc nhiên. Bọn họ để lại trận văn đáng sợ tới mức này. Ma âm chấn động như sấm sét. Thiên đoạn sơn mạch rung động ù ù, con cá sấu màu vàng dài vạn trượng kia xoay quanh. Nó gian nan di chuyển trong sát trận, chuẩn bị lao xuống. Keng. Các loại sát quang lại bùng lên. Mấy tòa sát trận đồng thời phát uy. Diệp Phàm không dám coi thường tồn tại này chút nào. Một đạo thần niệm theo chân bọn họ vượt qua tinh không mà tới, hai mươi mấy năm đã có tu vi đạt tới mức này, nghĩ lại cũng khiến người ta sợ hãi. Cách đó không xa, trên một đài trận khác, đại hắc cẩu giật mình một cái nói, may mắn là một đạo nguyên thần trưởng thành chứ nếu là bản thể thì đúng là phiền toái lớn rồi. Không hổ là thần linh vực ngoại. Rất cường đại sao, đạt tới cấp bậc nào? Bàn bác hỏi. Bản thể của nó sợ là khó có thể đo lường được, có pháp môn của thần linh vực ngoại, tuyệt đối là không đối phó nổi. Hắc Hoàng trịnh trọng nói. Kệ hắn là ai, chính toàn sát trận cũng lên giết hắn. Bàn bác nổi sát khí, lớn tiếng nói. Giết! Diệp Phàm, bàn bác, Hắc Hoàng cùng nhau thúc giục chính tòa trận pháp. Từng luồng sát khí của vô thủy sát trận bốc lên tận trời, đánh tan tất cả huyết vụ. Công công sát khí tung hoành, hỗn độn trào dâng. Kiếm khí không đếm nổi chém tới, đánh cho con cá sấu màu vàng khổng lồ kia máu huyết đầm đìa, gần như dập nát. Thân thể của nó nhạt đi, hóa thành cao chỉ bằng một người, thi triển ra bí thuật không ai biết, vẽ ra một vùng tinh không, muốn mạnh mẽ ngăn cách hư không. Vô dụng thôi. Đây là sát trận của đại đế, tất cả pháp tắc đều không có hiệu quả. Hắc Hoàng yên lòng, sau đó cất tiếng sủa, bắt đầu ra sức thu phục con ma ngưu kia, dùng trật tự thần liên trói buộc vương giả của đại lực ngưu ma tộc, kêu gào, chiến sủng của ta, thần phục đi. Đi theo cạnh Hắc Hoàng vĩ đại, tiền đồ của ngươi tràn ngập hào quang tươi sáng. Ma ngưu rống to, không chịu khuất phục. Nó giận dữ lớn tiếng mắng, nếu không có trận văn này thì một chân của ta cũng dẫm chết con chó đen ngươi. Cá sấu vạn trượng hóa thành hình người, ánh sáng bừng lên. Xung quanh nó vang lên tiếng chân ngôn, giống như có 3.000 kim thân la hán tụng kinh vậy. Một toàn cổ miếu màu vàng chìm nổi, bảo vệ nó trong đó, chặn rất nhiều sát quan. Các loại phù văn cổ xưa xuất hiện, trải rộng ra khắp miếu thờ, chống đỡ đòn tấn công. Đây là một cấm khí thuộc Phật giáo. Hắc Hoàng không thể không chú ý một lần nữa. Cái gọi là cấm khí chỉ có thể sử dụng vài lần sẽ bị hủy diệt nhưng lại có uy lực vô cùng cường đại, là thần trân mà dù là đại giáo phái kinh thể cũng khó có thể tế luyện ra. Cái cấm khí này cũng thực đặc biệt, là một cổ tự màu vàng, dày đặc đạo văn lực phòng ngự kinh người, tỏa ra khí tức thần thánh trang nghiêm. Tiếng sướng lành vang lên khắp thiên địa, giống như trong cổ tự này có Phật đã giảng đạo, rất nhiều Phật đồ hành hương, vừa đi vừa tụng kinh tuần. Không thể không nói con cá sấu màu vàng khổng lồ này rất cường đại. Lúc này nó hóa thân thành thân linh, thân trong chùa cổ, dưới chân có thi thể Bồ Tát, la hán đầy đất, máu tươi năm màu chảy khắp nơi. Đây là một loại kỳ cảnh, đại biểu cho chuyện xảy ra năm xưa, khiến Diệp Phàm giật mình. Đại chiến với Lý Tiểu Mạn và Hoa Vân Phi hắn cũng từng nhìn thấy cảnh này, nghĩ tới năm đó do cá sấu chúa gây ra, quả thực là quá cường đại. Khó lường. Con cá sấu to lớn này dù bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp nhưng kết hợp Phật hiệu ngộ ra đạo rất không tầm thường. Đoạn Đức cả kinh nói. Đây cũng không phải bản thể của nó mà hôm nay đã đáng sợ thế này rồi. Diệp Phàm nói. Chính xác trận thức nhất, thúc giục quyền trượng của thiên đình đánh tới muốn giết đối phương.
tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Cấm khí của Phật giáo cũng khó chắn nổi. Cá sấu khổng lồ màu vàng gầm to một tiếng. Tòa cổ miếu kia từ từ nứt ra, sắp sửa sụp đổ tới nơi rồi. Bàn Bác và Hầu Ca ra ngoài trận tìm Lý Tiểu Mạn và Hoa Vân Phi xem. Bọn họ hơn phân nửa chưa tiến vào đâu. Diệp Phàm truyền âm, lại đưa thần kiếm của địa ngục cho Bàn Bác, sau đó để Tề La đi cùng đuổi giết. Gờ Rao, thần chi niệm của thánh thể đại thành rốt cuộc cũng ra tay. Bên thân thể hắn có 108 tảng đá đỏ thẫm như máu vờn quanh, giống như thánh binh ngăn cản sát quan, đối phó với vô thủy sát trận. Đây là hồn huyết thạch, cực kỳ hiếm thấy, tương truyền chỉ có đi tới tinh không vực ngoại mới có thể tìm thấy. Đoạn Đức giật mình. Loại đá này là thứ được quỷ thánh thích nhất, có thể trợ giúp bọn họ kéo dài hồn lực, luyện thành binh khí khủng bố. Lệ quỷ khổng lồ vô cùng, còn cao hơn cả một ngọn núi. Lưu Vân Chí và Vương Diễm đứng trên đầu vai nó, đều tự thúc dục cấm pháp, hóa thành một làn mưa ánh sáng rơi lên trên hồn huyết thạch. Không sao. Diệp Phàm vung tay lên, tế ra ba tòa sát trận thu được ở Nam Vực, cùng dùng 12 tòa sát trận đánh tới. Ầm. Sát khí tăng vọt, bao phủ hoàn toàn cả Thiên Đoạn Sơn Mạch, giống như thời khai thiên lập địa vậy. Thác nước hỗn độn giáng xuống càng nhiều hơn. Hắc Hoàng lộ vẻ cuồng nhiệt nói, thế mới có mục tiêu của vô thủy sát trận chân chính đó. Gờ Rao. Cổ tự bảo vệ cá sấu màu vàng khổng lồ sụp đổ, rốt cục vỡ thành mảnh nhỏ. Hóa thân của Ngạc Tổ bị chém thành từng khúc một, bị thương nghiêm trọng. Đồng thời 108 viên hồn huyết thạch của Lệ Quỷ cũng bị dập nát hơn phân nửa, trở thành bột mịn. Thân thể hắn chấn động mãnh liệt, liên tục gầm thét. Trên đầu vai hắn, Lưu Vân Chí và Vương Diễm thét lên chói tai, tràn ngập thù hận với Diệp Phàm. Không ngờ tự thân Lệ Quỷ tới rồi cũng gặp phải nguy hiểm thế này. Toàn bộ địch nhân tại Thiên Đoạn Sơn Mạch đều liên tục kêu thảm thiết. Các mảnh vỡ xương cốt và máu tươi văng tung tóe, rơi xuống mấy ngọn núi, chảy khắp sườn núi, khủng bố không cùng giống như luyện ngục vậy. Thần sắc Diệp Phàm lạnh lùng, cầm Vạn Thương Cung trong tay, nhắm hai người trên đầu vai của Lệ Quỷ nói, hiện giờ các ngươi còn chưa nói ra suy nghĩ của mình đi. Ngươi không sống được bao lâu đâu. Phút, phút, Diệp Phàm trực tiếp dương cung. Hai luồng sáng rực rỡ bắn ra, chiếu rọi khắp bầu trời, bắn nát thân thể của hai người, chỉ còn lại hai cái đầu lâu lăn xuống. Ngươi vẫn còn non lắm. Cá sấu màu vàng khổng lồ gầm thét, tạo thành trận thể không hiểu nổi với Lệ Quỷ. Cũng không biết chúng dùng bí pháp gì mà nuốt sát quan, dù thân thể bị thương tới dập nát nhưng cũng vẫn tiến tới gần được Diệp Phàm. Thân thể của ngươi rốt cục đã trưởng thành rồi, nên thuộc về ta đi. Giọng nói của Lệ Quỷ khiến da đầu người ta tê dại. Thật không? Diệp Phàm cười lạnh. Từ mi tâm có một tiểu đỉnh bay ra, lộn nhào một cái liền trút ra lửa lớn. Cửu sắc hỏa diễm lập tức bao phủ phía trước. A! À, tiếng kêu thê lương truyền khắp thiên địa. Hỏa diễm chín màu giống như sương mù bắt đầu quấn lấy nhau, bao phủ toàn bộ Lệ Quỷ giống như một tòa ma sơn khổng lồ lại, bao phủ cả Ngạc Tổ. Đây đúng là một đòn tuyệt sát. Loại hỏa diễm này ngay cả thánh nhân cũng có thể đốt cháy chứ đừng nói gì hai tồn tại bị trấn áp 2000 năm đã không còn ở trạng thái tốt nhất này. A! À, cá sấu khổng lồ màu vàng kêu lên thảm thiết. Hắn là một đạo nguyên thần tu thành, rất e ngại loại hỏa diễm này, bị đốt trọng thương ngay tại chỗ. Còn Lệ Quỷ cũng rống lên đau đớn. Hắn chỉ là âm binh, là một luồng ác niệm tái sinh, sợ nhất chính là lôi điện chí dương và thần hỏa, lúc này đang giãy giụa kịch liệt. Hai tồn tại đáng sợ này đều đang vật vã nhưng dù là bọn họ có thi triển thần thông gì cũng bị loại thần hỏa này bao phủ khiến kinh khiếp. Với bọn họ khi đang ở thời kỳ yếu đuối này thì đây đúng là một kích trí mạng. Cửu khiếu thạch nhân không trọn vẹn hiện ra như một ngọn núi, trấn áp xuống. Hắn hóa thành một luồng ô quang vọt đi, chìm sâu vào trong đó. Cửu sắc hỏa diễm thiêu đốt nhưng thạch nhân cũng không lập tức bị nóng cháy, hiển nhiên có thể kiên trì được khoảng nửa khắc. Đây là thời gian quý giá để hắn vọt tới. Ken. Vô thủy sát trận phát uy. 12 tòa sát trận phát ra ánh sáng vạn trường, sát khí và hỗn độn đồng loạt tràn ra, đánh cho cửu khiếu thạch nhân nứt ra từng khúc. Nhưng thủ đoạn của nó cũng nghịch thiên, phun ra từng luồng ô quang khiến mười mấy khối hồn huyết thạch được chữa trị lại ngay lập tức, áp sát không ngừng trong sát quang. Đúng rồi. Người tập kích Thái Huyền Triết Phong quả nhiên là Lưu Vân Chí, thúc giục cửu khiếu thạch nhân này. Diệp Phàm tự nhủ. Công. Cửu khiếu thạch nhân tóe lửa ra bốn phía, gần như bị chém dập nát ngay tức khắc nhưng cũng có ô quang không ngừng vờn quanh hồn huyết thạch chữa trị, sắp sửa tới gần rồi. Đừng sợ. Hắn bị chém mất 9 phần tu vi, ngay cả căn nguyên cũng bị lấy mất rồi. Hiện giờ cũng chỉ mạnh như vương giả nhưng lại không thể sánh cùng thánh nhân nữa rồi. Đoạn Đức nói, thúc giục thôn thiên ma cái hộ thể. Diệp Phàm khẽ quát, sử dụng vô thủy sát trận thúc giục quyền trượng thiên đình công kích thân thể của cửu khiếu thạch nhân kia. Phục,
một cánh tay bị đánh nát. Thần chi niệm của thánh thể đại thành rốt cuộc cũng không chữa trị nữa, hóa thành quỷ mị bắt đầu tránh né. Hắn hẳn là e ngại thánh huyết của ngươi, muốn để quyền trượng nhiễm huyết sát của hắn. Đoạn Đức kêu lên. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, từ giữa ngón tay bắn ra một luồng huyết quang nhuốm lên quyền trượng, tiếp tục chém giết cửu khiếu thạch nhân, phát ra tiếng gió ù ù, ngươi tính sai rồi. Mười mấy năm qua ta luôn luôn rèn luyện thần hồn với tinh thể thái dương, gần như thoát khỏi thân thể âm linh rồi, không hề giống năm đó không thể lại gần thân thể ngươi nữa. Hiện giờ đến lúc lấy thân thể của ngươi rồi. Thần chi niệm rống to, tránh trong thân thể của cửu khiếu thạch nhân, gần như điên cuồng, trống động non sông. Cửu sắc hỏa diễm đầy trời đều bị chấn động về phía khác. Hắn vẫn đang sợ đó. Giết hắn đi. Hắc Hoàng kêu lên, càng ra sức thúc giục 12 đài trận. Nó cảm thấy có nguy hiểm. Ầm. Quyền trượng màu vàng gần như chém đứt eo thạch nhân. Đá văng ra, chấn nát từng đám đạo văn. Các loại thần tắc rơi ra, tỏa dao động khiến cả vòng trời đều dập nát. Không thể không nói là khi đạt tới cảnh giới nhất định thì dù là tu vi bị tước vẫn đáng sợ vô cùng. Cá sấu khổng lồ màu vàng này cùng thần chi niệm có kinh nghiệm chiến đấu như bản năng, ở bên trong vô thủy sát trận vẫn tránh né thoát khỏi sát kiếp. Vô thủy sát trận giống như biển động, còn hai tồn tại này giống như hai con thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng bị sóng đánh chìm nhưng mà rất lâu bọn họ vẫn có thể tránh được. Nhất là thần chi niệm gần như mê muội đối với thân thể của Diệp Phàm, nhất định phải có, dù có đập nồi dìm thuyền mà không đạt mục đích cũng không thể bỏ qua, vài lần vọt tới gần. Thức tỉnh ký ức của kiếp trước, mượn đạo quả của kiếp trước. Đột nhiên thần chi niệm màu đen phát ra tiếng nói giống như ma chú. Loại ma âm này truyền ra không cao nhưng lại xuyên thấu được cả vô thủy sát trận, tràn khắp ngõ ngách, đáng sợ không cùng. Vào giờ khắc này cửu khiếu thạch nhân vỡ tung, lộ ra lệ quỷ màu đen kia nhưng lại không có âm khí mà từ thiên linh cái tràn ngập những luồng sáng vàng, bảo vệ thân thể hắn. Giờ khắc này ánh sáng thần thánh bao phủ toàn bộ thân thể hắn, nhuốm vàng toàn bộ, trở nên vô cùng thánh khiết, không còn một tia âm khí, trở nên uy nghiêm vô cùng. Ầm ầm. Kim quang từ thiên linh cái của hắn tràn ra càng nhiều. Khí tức khủng bố khiến người ta run rẩy, ngay cả sát quang và hỗn độn của vô thủy sát trận đều khó có thể đả thương hắn. Lúc này cảm giác áp bức tràn ngập thiên địa khiến người ta hít thở không thông, giống như có đại đế sống lại vậy. Hỏng rồi. Đó là khí tức của đại đế. Mau giết hắn đi. Hắc Hoàng kêu to, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi. 12 tòa vô thủy sát trận điên cuồng vận chuyển, tiêu hao rất nhiều thần nguyên, tỏa ra sát quang ngập trời, thả ra quyền trượng thiên đình, thần nữ lô, cùng trấn áp thần chi niệm màu vàng kia. Rao. Lệ quỷ màu vàng hét lớn một tiếng, đột nhiên vươn bàn tay ra chụp tới cá sấu khổng lồ màu vàng đang tránh né sát quang trên bầu trời. Sau đó hắn xé một cái khiến nó đứt đoạn, hóa thành luồng sáng mãnh liệt, giống như có mấy trăm ngôi sao chổi đánh tới. Lão quỷ ngươi quả nhiên ác độc, ra tay đối với ta. Tuy nhiên ta chỉ là một đạo nguyên thần mà thôi. Ta đã có thần thai ở thế giới này nối với bản thể tại tinh không cổ lộ, sớm muộn cũng có ngày tính sổ với ngươi. Cá sấu khổng lồ màu vàng dài vạn trượng gầm lớn, chấn động cả thiên đoạn sơn mạch. Nó tràn ngập thù hận nhưng lại không đủ sức thay đổi điều gì. Ánh sáng hừng hực đầy trời giống như ngàn vạn vì sao ngưng tụ lại. Lệ quỷ màu vàng tế sống cá sấu, hóa thành từng luồng đạo văn, giống như triệu hoán gì đó từ trong cõi u minh. Sau đó thân thể hắn càng thêm rực rỡ, thiên linh chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất, sáng tỏ như một khối đạo cốt, tỏa ra vạn đạo thần tắc. Ầm. Uy áp mãnh liệt cuồn cuộn phát ra, ngay cả sát quan của 12 tòa vô thủy sát trận cũng không đả động được hắn. Lúc này hắn giống như thăng hoa vào một cảnh giới kỳ diệu. Khí tức của đại đế cổ. Hắc Hoàng kinh sợ. Khó trách lão hòa thượng kia nói trên thế gian này thần chi niệm là khó đối phó nhất, thực là chính xác mà. Đoạn Đức cũng sợ hãi. Rõ ràng là bọn họ đều nhận ra lệ quỷ dùng ma chú thức tỉnh ký ức kiếp trước, mượn đạo quả của kiếp trước. Điều này khiến một bộ phận thần thông của thánh thể đại thành kiếp trước thức tỉnh. Thần quang tẩy sạch âm khí. Đây là một thánh thể toàn thân tràn ngập hào quang, thần thánh mà uy nghiêm, không thể xâm phạm, 9 tầng trời 10 tầng đất đều run sợ. Sát quang tỏa ra từ 12 tòa sát trận đều không thể đả thương hắn. Tất cả đều bị xóa đi trước người hắn. Ánh sáng nở rộ giống như pháo hoa khắp không gian. Thân thể được bao phủ một sợi trật tự thần liên, giống như tiên phượng tắm lửa mà hồi sinh, có thần năng vô lượng. Thiên địa đều sáng tỏ vì hắn. Các luồng sáng an lành buông xuống, giống như đại đế vô thượng xuất hiện, tràn ngập các loại dị tượng. Ngay cả quyền trượng thiên đình và thần nữ lô, vô thủy sát trận cũng đều mất đi liên hệ, không thể thúc giục. Đây là một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Tuy rằng trận văn này chỉ là một góc không trọn vẹn nhưng cũng có lực sát thương vô song, ngay cả thánh nhân cũng có thể bị giết.
nhưng lúc này nó cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Yến Nhất Kịch, Lệ Thiên đều thấy da đầu tê dại. Thần chi niệm này bỏ đi chính thành tu vi, chém đứt đạo căn lại còn có thể khủng bố như vậy sao? Không thể chiến thắng. Đây là cảm giác của mọi người. Không chỉ nói bọn họ, chỉ sợ là một đám tổ vương tới đây cũng không thể làm gì được. Hắn có chiến lực không gì sánh nổi, có khí tức của đại đế. Hắn thức tỉnh ký ức của kiếp trước, mượn một phần đạo quả của thánh thể đại thành. Khi hiểu được tất cả mọi chuyện, bọn họ liền gần như tuyệt vọng. Đây là tồn tại có thể tranh hùng với đại đế cổ, vô địch cả trên trời dưới đất. Không chỉ nói bọn họ, từ xưa tới nay có mấy người có thể đánh lại chứ? Ở phía trước, thân thể màu vàng kia chấn động, từ thiên linh cái tỏa ra đạo thần quang cuối cùng. Hắn mở mắt trong phút chốc, giống như khai thiên lập địa vậy. Thiên địa rung rẩy, hỗn độn mãnh liệt. 12 tòa vạn sơ thánh chủ vỡ tung, trận văn bị hủy diệt toàn bộ. Một luồng chiến ý vô địch bốc lên, xuyên thấu qua cảm ứng của thiên đạo, trong nháy mắt thổi khắp đại địa Đông Hoang. Giờ khắc này chúng sinh run sợ, ai nấy đều kinh hãi, giống như rơi vào thần thổ, như thấy thần linh. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh vái lạy rồi. Không phải là chúng ta không suy nghĩ kỹ càng mà kẻ này quá tà môn, ngoài dự kiến của mọi người. Dù là tổ vương tới đây cũng phải nuốt hận. Đi mau. Hắc Hoàng cũng sợ hãi, lấy ra trận văn đã chuẩn bị trước, mang theo mấy người chuẩn bị vượt hư không mà đi. Đây cũng là một góc đế văn. Nhưng thân ảnh màu vàng giống như thần linh ở phía trước đảo mắt một cái, liền lập tức biến trận văn nát thành bột phấn, không còn tồn tại nữa. Thần uy của thánh thể đại thành mênh mông cuồn cuộn mười phương, khiến chín tầng trời mười tầng đất đều rung rẩy. Giờ phút này cũng không biết có bao nhiêu tồn tại cường đại bừng tỉnh, nhìn về phía Thiên Đoạn Sơn Mạch một cách khó tin, thông qua cảm ứng thiên nhân mà xuyên thấu đại đạo, muốn biết chân tướng mọi chuyện. Trời à, chẳng lẽ có người chứng đạo sao? Chắc vậy rồi. Đây là tồn tại thế nào chứ? Tràn ngập khí tức của đại đế cổ. Ngay cả tổ vương cường đại cũng rung động, không kìm nổi mà tim đập thình thịch, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Khắp Thiên Đoạn Sơn Mạch, tất cả sinh linh đều vái lạy. Từ cổ thú dài tới mấy trăm trượng tới con kiến cũng đều không thể hành động. Mà đám người Diệp Phàm nếu không còn thôn thiên ma cái bảo vệ thì chỉ sợ dù đứng thẳng cũng không nổi, lúc này đã hoàn toàn bị khí tức của đại đế cổ bao phủ. Nắp bình kỳ bí vang lên bong bong. Loại khí tức cường đại này kích thích nó, khiến nó tự động chìm nổi, tỏa ra từng luồng tiên quang, bảo vệ mấy người. Chúng ta xong rồi. Lúc này dù là một kiện đế binh không sức mẻ thì cũng không ngăn nổi hắn. Một thánh thể đại thành sống lại thì chỉ có đại đế sống lại mới có thể đối phó. Hắc Hoàng lộ vẻ sầu thảm. Đoạn Đức cũng nói, giờ chỉ còn biết kiên trì. Trạng thái này của hắn không thể bảo trì lâu được. Ta nghe lão hòa thượng kia nói, Thích Ca Mâu Ni cũng từng tránh trước, không dám đối đầu mạnh mẽ, chắc cũng gặp phải tình huống này. Có thể chúng ta không gặp nguy hiểm đâu. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, nhìn chằm chằm vào thánh thể đại thành ở phía trước, không cảm thấy vẻ âm trầm mà đầy uy nghiêm thần thánh. Giết bọn chúng. Đây là tiếng nói của thần chi niệm. Nhưng lại có một loại uy áp khác cường đại hơn trấn áp dao động của trúc cơ đan. Thánh thể đại thành quan sát núi rừng đất đai, trong đôi mắt lộ vẻ thương cảm vô tận. Ta lại về tới mặt đất khi còn sống. Hắn khẽ nói, có vẻ buồn bã vô tận, sợ kinh động tới non sông tráng lệ này. Quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất, nghịch chuyển thiên địa luân hồi, vô địch trên trời dưới đất thì đã sao? Kết quả là phải sống cô đơn chìm nổi, thấy hồng nhan già đi rồi chết. Thân nhân bạn bè hóa thành đất vàng, vì bọn họ chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Chỉ còn mình ta cô độc không chết, lựa chọn rời khỏi nơi này, lại trải qua năm tháng vô tận. Rốt cục ta chết già nơi tha hương, mang theo huy hoàng vô địch, cũng mang theo phiền muộn vô tận. Hắn thương cảm tự nhủ như vậy, ánh mắt ảm đạm đi, nhìn khắp Đông Hoang. Mang theo sự huy hoàng vô địch, mang theo phiền muộn ảm đạm vô tận, nhìn hồng nhan già đi, gặp người thân hóa thành đất vàng, cuối cùng rời khỏi viên cổ tinh này. Chết già tha hương trong năm tháng lịch sử dài đằng đẵng sau đó. Đây là tuổi già của thánh thể đại thành, khiến người ta cảm khái. Sau vầng sáng là sầu não, bi độc, cô đơn. Người cùng thế hệ đều già đi, chỉ mình hắn còn sống trên đời. Hắn quả nhiên là một trong cửu đại thánh thể vô địch thiên hạ năm đó. Hắc Hoàng nói. Lúc này đại địa khắp Đông Hoang đều rung động, mỗi một tổ vương đều tưởng là có người chứng đạo, lộ vẻ sợ hãi, nhìn về phía Thiên Đoạn Sơn Mạch trung vực xa xa. Ánh sáng rực rỡ, khí tức uy nghiêm. Thánh thể đại thành đứng đó, kết hợp với đại đạo trong thiên địa, hình thành một loại khí tức khiến chúng sinh phải quỳ bái. Giết bọn chúng. Một luồng thần niệm mỏng manh từ trong lòng thánh thể đại thành truyền ra. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Lệ Thiên lập tức thấy sau lưng phát lạnh.
Không chỉ có bọn họ, dù là tổ vương lúc này cũng phải trốn chạy, không thể đối kháng. Thân thể hùng vĩ kia xoay người lại, đối mặt với mấy người Diệp Phàm, lập tức khiến thôn thiên ma cái rung động len keng, tỏa ra từng luồng ánh sáng thần tiên, bao phủ bọn họ. Đây là cảm ứng của Đế binh cực đạo, đột nhiên sinh ra do cảm thấy bị uy hiếp. Không. Một tiếng kêu tuyệt vọng truyền ra từ trong thiên đoạn sơn mạch, rất nhanh liền nhỏ đi rồi biến mất. Thần chi niệm bị xóa đi. Dao động thần thức của lệ quỷ màu đen biến mất, bị thánh thể đại thành vô tình nghiền nát, tinh lọc đi. Lúc này trong thiên địa có một loại khí tức của đại đế tràn ngập, trên chấn áp chín tầng trời, dưới nhiếp phục cửu u, vạn vật có linh đều phải thuần phục. Hắn thống trị ý chí thiên địa, đại đạo tỏa ánh sáng vô lượng. Từng luồng sáng như thước nước rút xuống từ vòng trời, vần quanh thân thể sáng hừng hực này. Mười phương đều yên tĩnh, vô tận sinh linh hướng về phía này dập đầu, vái lạy thành kính. Lệ quỷ bị giết gần như ngay lập tức rồi. Lệ thiên run rẩy nói. Một vị thánh thể đại thành vô địch như vậy, năm đó có công lớn đối với thiên hạ, nếu chân chính sống lại thì khẳng định phải diệt trừ ác niệm, lấy lại thân thể của mình. Hắc Hoàng nói, thở vào nhẹ nhõm. Thức tỉnh ký ức kiếp trước, mượn đạo quả của kiếp trước. Thật ra nếu không phải do lệ quỷ vượt qua thời không triệu hoán thì không ai có thể sống lâu như vậy. Khi bản tâm sống lại thì tất nhiên ác niệm cũng bị tinh lọc. Đoạn Đức nói, hàng năm hắn giao tiếp cùng quỷ quái, là người có quyền lên tiếng nhất. Ánh mắt của thánh thể đại thành chuyển hướng, một ngọn núi lớn liền biến thành tro bụi. Một gã tổ vương vái lạy nơi này, giọng nói mang theo sự run rẩy, ta vô tình đi vào nơi này, mạo phạm thần uy. Một vị tổ vương cường đại ở cách xa tới 10 dặm, thân thể đang run rẩy, không ngừng rút lui, nơm nớp lo sợ, sau đó nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Uy thế bực này khiến đám người Diệp Phàm, Đoạn Đức rung động. Thảo nào thôn thiên ma cái phát ra tiếng bong bong, giống như đế binh vậy. Thứ binh khí này, khi còn sống không có duyên nhìn thấy, sau khi chết lại gặp được. Thánh thể đại thành tự nhủ. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Diệp Phàm nói. Kế thừa của thánh thể bị cắt đứt sao? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, thi lễ nói, xin tiền bối ban cho chế pháp. Xin tiền bối ban cho chúng ta thánh pháp vô tận. Đoạn Đức cũng vái loạn lên, cũng muốn xin kế thừa. Một chùm sáng bay tới, chìm sâu vào mi tâm của Diệp Phàm. Đây rõ ràng mà diễn biến của một bức đạo đồ, khiến hắn lập tức chấn động. Thứ này rất giống với thánh pháp của thánh thể chuyên tu một bí cảnh kia, tuy nhiên lại càng cụ thể hoàn mỹ hơn. Ta phải đi rồi. Hắn không kìm nổi nói. Thánh thể đại thành liếc mắt nhìn lại. Diệp Phàm rung động trong lòng. Tất cả cảnh tượng hắn thấy trong kho báu của Thanh Giao Vương, ở trước thạch quan của thánh thể đại thành tại Thánh Nhai đều hiện ra, cảm thấy trước mắt như có thần linh tồn tại vậy. Pháp môn kế thừa của thánh thể nhân tộc cần dùng thần niệm độ, sau khi chết đi có rất nhiều đường lối vận hành bị cắt đứt. Người muốn tìm hiểu thông qua thi thể thì không thể được. Thánh thể trước mắt hắn bình tĩnh nói. Xin tiền bối chỉ điểm bến mê. Diệp Phàm lại thi lễ. Thi thể trong quan tài đá trên thánh nhai kia không thể nghi ngờ gì là một vị nắm giữ kế thừa không chút tì vết nhưng đã chết lâu lắm rồi, không thể từ đó tìm ra bí pháp truyền thừa không sức mẻ được. Tiến vào cảnh giới thánh nhân, dùng pháp môn này tu lại từng bí cảnh. Đây là nguồn vốn khiến thể chất của chúng ta vô địch. Thánh thể đại thành nói xong liền không nói gì nữa, nhìn núi rừng đất đai rồi thở dài. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Lệ Thiên đều vào đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, đều liên tục vái lạy như tế sao, liên tục nói xin tiền bối chỉ giáo muốn hắn truyền cho một chút đạo pháp. Sau khi chết sinh ra ác niệm, lại còn chưa truyền được pháp môn hoàn chỉnh, đúng là chưa hoàn thành sứ mệnh. Lần này quay lại được, cuối cùng cũng viên mãn rồi. Thánh thể đại thành thở dài, cất bước đi về phương xa. Tiền bối. Đám người Diệp Phàm hô to lên nhưng thánh thể đại thành không đáp lại, cất bước đi tới khiến núi rừng đại địa đều chấn động, phong vân biến hóa, đại đạo giao cảm, sinh ra các loại dị tượng. Trời ạ, hắn mạnh thế nào chứ? Đại đế cổ xuất hành cũng không hơn nổi thế này. Hắc Hoàng kinh sợ. Ở phía xa xa, rồng bay lên không trung, tiên phượng bay múa, huyền vũ dọn đường, từng luồng sáng lấp lánh lót thành một con đường đầy kim quang. Thánh thể đại thành cất bước trên đó, biến mất khỏi chân trời. Chỉ có ánh sáng lóe lên, hóa thành tiếng sấm lưu lại trong chín tầng trời. Thiên địa đều có kỳ cảnh dị thường, nhận đạo quả vô cùng. Đây là cảnh muôn đời hiếm thấy, từ xưa tới nay cũng không bao nhiêu người gặp được. Hắn muốn đi đâu? Mau đuổi theo. Đoạn Đức nói. Thánh thể đại thành nhớ lại ký ức kiếp trước, đó là tiên tàng vô lượng, nếu có thể nắm được thì tương đương với một ngôi mộ đại đế. Nhưng bọn họ căn bản không thể đuổi kịp. Thánh thể đại thành bước từng bước như nhật nguyệt núi sông đều rút lui, đạo văn hiện ra dưới chân, một bước tới 10 vạn dặm, lập tức biến mất. Loại tốc độ này cũng quá đáng sợ, khiến người ta hoảng sợ.
hắn cất bước giống như xuyên thấu qua hư không. Con đường kim quang kia và kỳ cảnh trong thiên địa cũng theo hắn đi xa. Đừng đuổi theo. Các tổ vương sắp tới đây rồi. Ta nghĩ, hắn hẳn là muốn ngắm núi sông tráng lệ một lần nữa, sau đó sẽ biến mất. Diệp Phàm nói khẽ. Hắn biết loại tâm cảnh này, cảm thấy rất thương cảm. Vào một ngày nọ, Đông Hoang đại chấn, sinh linh các nơi đều run rẩy, giống như cảm ứng được đại đế xuất hành, đều hướng về hướng kia mà vái lạy. Thánh thể đại thành đi tới, nhìn ngắm rất nhiều vùng đất, trong mắt là vẻ tang thương vô tận, như nhớ lại những chuyện xa xưa. Rồi sau đó hắn lại đi về phía trước, tiến vào Bất Tử Sơn. Ngay cả tổ vương các tộc cũng không dám giao tiếp với hắn. Hắn cứ đi vào như vậy, khiến các vị tổ vương trên đường rung động, gần như ngẩn ra. Tiến vào Bất Tử Sơn. Tin tức này truyền ra khiến rất nhiều cổ vương run sợ. Mấy người ở khu vực này đều tới đây, muốn xem kết quả thế nào. Trong Bất Tử Sơn, núi đen thành dãy. Con đường ánh sáng của thánh thể đại thành nối thẳng vào khu vực trung tâm. Nơi đó có một dãy núi vờn quanh, sương mù bao phủ, thần bí khó lường, từ xưa tới nay trừ đại đế ra thì không ai biết được. Kỵ sĩ không đầu bảo vệ vọt tới, lông tóc toàn thân dựng nguyên cổ, bị áp bức rất lớn, da thịt toàn thân nứt nẻ, không ngừng rút lui. Lui, để hắn tới. Đúng lúc này thì trong khu vực trung tâm của Bất Tử Sơn truyền ra một tiếng nói lạnh lùng vô tình, có uy nghiêm vô thượng. Thánh thể đại thành đi ngang qua khu vực trung tâm Bất Tử Sơn, tiến vào như nhớ lại, lúc này dừng lại một chút nói, ta đã từng chiến đấu ở đây. Sau đó hắn liền bước đi xa, cho tới khi rời đi rất lâu thì mới có một cặp mắt mở ra trong sương mù, theo dõi bóng dáng hắn. Ở một hướng khác, hai vị tổ vương đuổi theo nhìn thấy hắn đi qua, cả người phát lạnh, giọng nói run rẩy lẩm bẩm, qua rồi. Một con đường kim quang nối thẳng tới Bắc Vực, cũng không biết dài mấy vạn dặm, tiên phương bay múa, chân long vờn quanh, giống như thiên đế xuất hành vậy. Giờ khắc này lục hợp bát hoang tất cả thánh giả đều thông qua cảm ứng thiên đạo mà thấy được khí tức của đại đế, ai nấy đều rung động khiếp sợ. Thánh thể đại thành nhìn ngắm núi rừng đất đai, tiến vào Bắc Vực lẩm bẩm, cổ tộc thức tỉnh nhưng ta lại thấy kiếp này có hy vọng mở ra tiên lộ. Đáng tiếc là ta đã qua rồi, thành tiên. Hắn có cảm giác tiếc nuối nhưng ánh mắt nhanh chóng bừng lên, chiến ý tỏa ra ngập trời, vượt qua mặt đất Bắc Vực, từng bước tiến về phía trước, hướng về phía mấy nơi tràn ngập khí huyết nhất. Hắn, đến đó. Thật sự là quá nhanh. Không mở vực môn, trực tiếp cất bước mà lập tức tiến vào Bắc Vực. Mỗi một tổ vương đều khiếp sợ. Trên người hắn thật sự có khí tức của Thái Cổ Hoàng. Thánh thể đại thành tiến vào Bắc Vực, mỗi bộ tộc Thái Cổ đều hoảng hốt. Mọi người đều cảm thấy bất an, trong lòng lo lắng không yên. Đầu tiên hắn tới Nguyên Thủy Hồ, khiến hoàng tộc nơi này dựng hết lông tóc. Cổ hoàng chìm nổi, lúc nào cũng có thể tế ra. Thế này là thế nào? Đại đế của nhân tộc thực sự chưa chết sao? Ai lại có thể tiến vào cổ quán Thái Sơ, mời tồn tại vô thượng xuất thế đi? Người của Nguyên Thủy Hồ kinh hãi, gần như ngừng hô hấp. Uy thế của thánh thể đại thành rất lớn, cứ đứng trên thần hồ của bọn họ, không nhúc nhích. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng từng tấc hồ nước. Một lát sau khi bọn họ gần như hư thoát, rốt cục thở vào được một hơi. Bởi vì nhân loại đáng sợ kia đã đi rồi, khiến bọn họ cảm thấy như trải qua cả trăm năm vậy. Sau đó không lâu, trước Hỏa Lân Động có thân ảnh của nhân loại xuất hiện, đưa lưng về phía cổ động, tỏa ra uy thế ngập trời, khiến toàn bộ tộc này kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Một vị đại đế nhân tộc còn sống sao? Sau nửa canh giờ, hoàng tộc của Huyết Hoàng Sơn, thần tàm lĩnh đều bị sợ hãi như vậy. Một ngày này bọn họ đều phải tự đối mặt với uy thế vô thượng cái thế, áp chế bọn họ hít thở không thông. Một người một mình tiến vào trọng địa của mấy đại hoàng tộc, khiến mỗi tộc đều kinh hãi. Đây là loại thần uy tới mức nào chứ? Mỗi bộ tộc Thái Cổ đều khiếp sợ tới cực điểm. Cuối cùng thánh thể đại thành đi ngang qua vùng cấm Thái Sơ, chấn động khắp Bắc Vực. Chư vương các tộc đều ngây dại. Mà bọn họ sợ nhất chính là đại đạo kim quang kia vẫn thông thẳng tới cổ quán Thái Sơ. Hắn liền đi tới bên cạnh đó. Hỏa Kỳ Tử Thường tới vùng cấm Thái Sơ, lúc này tận mắt nhìn thấy tất cả, không kìm nổi mà mở to mắt, lộ vẻ khó tin. Hắn muốn đi vào cổ quán Thái Sơ sao? Cấm khu Thái Sơ là một mảnh tiêu điều, thiếu thốn sinh khí, là cấm địa sinh mệnh đã trường tồn từ rất xa xưa, không có mấy người dám đặt chân đến nơi này. Nhất là tòa cổ quán ở giữa kia, quanh năm được bao phủ bởi lớp sương mù thần bí, không có ai biết được chính xác rốt cuộc bên trong có cái gì, là đề tài cấm kỵ không thể bàn luận. Một hôm, có một con đường màu vàng phá không mà đến, khiến cho cả không gian cũng trở nên vặn vẹo, khí tức mênh mông trào ra, con đường màu vàng này nghiền nát mọi thứ, không gì ngăn cản được nó. Một bóng người rực rỡ đứng thẳng trên không trung, xung quanh người này có ánh mặt trời, mặt trăng đang xoay chuyển liên tục, có các vì sao đang vờn quanh, có tứ tượng như chân long,
Chu Tước hộ vệ. Vào lúc này, khí thế của hắn đã được kéo lên mức cao nhất. Thánh thể đại thành dường như cũng biết rất rõ sự khủng bố của Cổ Quán Thái Sơ, không dám bất cẩn chút nào, chiến ý bốc lên như muốn xé tan bầu trời, bày ra toàn bộ chiến lực mà hắn có thể thi triển được, khiến cho các luồng thiên địa đại đạo nổ vang. Thiên đạo giao hòa, truyền khắp Đông Hoang, buông xuống trật tự thần linh vô cùng vô tận, tất cả đều tụ tập vào một người hắn. Hắn dừng lại phía trên Cổ Quán Thái Sơ, mỗi một lỗ chân lông của hắn đều như xuất hiện một thần liên, như đắm chìm trong tiên hỏa mà sống lại. Các loại dị thú như chân lông, Chu Tước gồm 81 con, tất cả đều đang vờn quanh hắn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời và mặt đất, bao phủ tất cả nơi đây. Thánh thể đại thành từng bước đi theo con đường màu vàng kia, đi tới phía trước Cổ Quán Thái Sơ. Đây là một quặng mỏ màu đen, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, tinh hoa của thiên địa vạn vật. Năm tháng dần trôi, cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có sinh linh nào đặt chân đến chỗ này. Đây là một trong những vùng cấm đáng sợ nhất thiên hạ, khiến cho cả vạn tộc cũng phải dừng lại, không dám bước vào nửa bước. Đại đế nhân tộc muốn sang bằng cả Cổ Quán hay sao? Một âm thanh lạnh lùng từ trong Cổ Quán Thái Sơ phát ra. Cổ Quán đã im lặng biết bao nhiêu vạn năm, nhưng giờ lại có âm thanh truyền lên, khiến người ta phải rùng mình. Nếu điều này mà được truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho cả thiên hạ chấn động. Đây là một cấm khu không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, Diệp Phàm và Diêu Quang Thánh Tử đi lạc vào trong cấm khu Thái Sơ, may mắn tránh được một kiếp. Từng nhìn từ phía xa về quặng mỏ này, trong đêm hôm đó, nó phun ra nuốt vào ánh sao đầy trời, khiến cho cả tinh không cũng ngay lập tức tối đen lại vài lần, trong luồng sáng bạc như thác nước từ trên trời đổ xuống kia. Bọn họ từng nhìn thấy một vài thi thể mặc trang phục cổ xưa đang chìm nổi trong đó. Ngày hôm nay, Thánh thể đại thành lại đi tới trước tòa cổ động này, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, muốn tự mình quan sát cấm địa thần bí nhất từ xưa tới nay này. Cuối cùng, Thánh thể đại thành từng bước tiến vào trong Cổ Quán Thái Sơ, các loại Chu Tước, Chân Long, Kỳ Lân đều vờn quanh thân thể hắn, các luồng sáng rực rỡ nhiều màu của thiên địa cũng buông xuống, kỳ cảnh đầy trời cũng theo hắn mà tiến vào trong nơi này. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra dị tượng, đó là dị tượng chỉ thuộc về Thánh thể đại thành, một mình tiến vào Cổ Quán Thái Sơ. Đáng tiếc, hắn lại chìm sâu xuống dưới mặt đất, không ai có thể thấy được. Bên ngoài cấm khu Thái Sơ, Hỏa Kỳ Tử đang ngây dại, hắn đứng trên bầu trời phía xa, ra sức mở thiên nhãn, nhưng cũng không cách nào thấy rõ, chỉ biết rằng bóng dáng của Thánh thể đại thành đã không thấy nữa rồi. Mà những cổ vương khác cũng đang ở đây, thiên nhãn của bọn họ còn khủng bố hơn, có thể nhìn xa tận ngoài ngàn dặm, xuyên thấu qua lớp sương mù thần bí bên trong cấm khu Thái Sơ, chỉ trong nháy mắt nhìn thấy Thánh thể đại thành tiến vào trong cổ quán, đều cả mọi người đều rét run. Hắn đi vào. Vị đế giả của nhân tộc kia đã tiến vào trong tòa cổ quán có thể trường tồn cùng thế gian kia. Trời ạ! Chẳng lẽ hắn thật sự muốn chiến đấu với tồn tại vô thượng trong tòa tiên quán này hay sao? Cấm khu Thái Sơ lập tức trở nên hôn ầm, mây đen xuất hiện đầy trời, dường như có một người khổng lồ đang nghịch chuyển thiên địa luân hồi, khiến cho toàn bộ đạo tắc nơi đây trở nên hỗn loạn. Ông! Cổ quán Thái Sơ rung lên, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, trên bầu trời xuất hiện vô số các vì sao, rõ ràng đang là ban ngày, mà quy tắc nơi đây lại biến hóa thật lớn, có vô số vì sao đang lóe sáng. Ầm! Ức vạn tia sáng của các vì sao ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một mảnh trắng xóa, như hỗn độn phủ xuống, toàn bộ chìm sâu vào trong cổ quán, cực kỳ tương tự như những gì mà Diệp Phàm trông thấy một đêm kia. Cấm khu Thái Sơ lâm vào bóng tối, chỉ có cổ quán này trở nên sáng ngời, trong luồng sáng mờ ảo này truyền ra một khí tức thần bí mà khủng bố, tất cả cổ vương phía chân trời đều khiếp sợ, toát ra khí lạnh. Bọn họ thấy được một vài hư ảnh, đang chìm nổi trong luồng sáng, có cái thì giống xác chết, nhưng có cái lại như vẫn còn có sinh mệnh. Những trang phục cổ xưa mà chúng mặc trên người khiến cho da đầu bọn họ rung lên. Đế giả nhân tộc đang chiến đấu bên trong cổ quán hay sao? Cổ quán Thái Sơ phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, có lực lượng khủng bố đang mãnh liệt dâng trào, toàn bộ các loại quy tắc đại đạo hiện ra, đang xen vào nhau, hình thành một mảnh tiên quang khủng bố. Mười mấy vạn năm trước, ở bên ngoài cấm khu Thái Sơ từng xảy ra một hồi đại chiến, nhưng cũng không tiến vào trong cổ quán, ngày hôm nay rốt cuộc cũng được đền bù tâm nguyện. Nơi này rất khó lường, có thể tranh đoạt tạo hóa với thiên địa. Thanh âm của Thánh thể đại thành vang vọng trong cổ quán, hắn dường như đang chậm rãi bước đi, quan sát tất cả các ngõ ngách, nhưng điều khiến người khác tiếc nuối đó là không ai nhìn thấy hắn đang làm gì. Bên ngoài thì chỉ thấy Cổ Quán Thái Sơ giống như một con khai thiên cổ thú, mỗi một lần phun ra nuốt vào, cả trời đất đều trở nên tối sầm lại, dường như nó nuốt cả ánh sao trên trời vào trong, rất lâu sau lại phun ra, khôi phục ánh sáng rạng rỡ. Mà tất cả tinh khí trong trời đất cũng đều bị hút cho không còn gì nữa. Lúc này dường như tinh hoa và đạo ngân trên khắp Đông Hoang cũng đều tập trung về nơi này, khiến cho mỗi vị tổ vương đều nơm nớp lo sợ. Mặc dù là đại đế nhân tộc, cũng không thể khiêu khích và vô lễ như vậy, xâm nhập cổ quán Thái Sơ, đây là đang muốn khai chiến hay sao?
một thanh âm cổ xưa truyền đến, lạnh lùng và vô tình, có một loại uy nghiêm khiến cho tất cả chúng sinh đều phải sợ run. Mặt sắc hắn, không cần đánh một trận đâu, hắn cũng không phải là người sống, không tồn tại được lâu nữa, nếu mà bị hắn lôi đi nửa cái mạng, vậy thì quá không đáng giá rồi. Một thanh âm cổ xưa khác được truyền ra, dường như mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, không một tia dao động cảm xúc nào. Cổ quán lại trở nên yên ắng, không có một tia động tĩnh nào cả, tất cả âm thanh đều mất đi, trở nên giống như quá khứ, vô cùng yên lặng và thần bí, chỉ có một mình thánh thể đại thành đang chậm rãi bước đi. Hắn như một lữ khách cô độc, thở dài một tiếng, vang vọng cả tòa tiên quán, toàn thân được tắm trong ánh sáng thần thánh, các dị tượng lượn lờ xung quanh, hắn vẫn chưa chủ động ra tay. Ai cũng không biết hắn thấy được cái gì, một mình đi lại trong lòng đất, thật lâu sau mới xoay người, đạp lên hư không, đi ra bên ngoài quặng mỏ. Phía sau hắn, có một cặp mắt đang mở to, nhìn về phía bóng dáng của hắn, đôi mắt này vô tình, lạnh như băng, dường như đã mất đi thất tình lục dục, đoạn tuyệt tất cả cảm xúc trên thế gian. Ai muốn cùng ta đánh một trận? Thánh thể đại thành nhẹ nhàng tự nói, hắn đứng trước cửa vào cổ quán Thái Sơ, không quay đầu lại, yên lặng đứng ở nơi đó, không chút nhúc nhích. Trong tòa tiên quán, cặp mắt vô tình kia lóe sáng, chém đứt hết chân tình và ham muốn, dường như đã trải qua rất nhiều luân hồi, qua biết bao nhiêu đời rồi, không chút chớp mắt nhìn vào bóng dáng hắn. Để cho hắn rời đi. Một âm thanh khác vang lên. Bên ngoài cấm khu Thái Sơ, tất cả cổ tộc đều há hốc mồm, nhân loại toàn thân bao phủ bởi đạo văn kia lại tự mình bước ra từ bên trong quặng mỏ, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Ra vào cổ quán Thái Sơ, bình an không có việc gì, còn sống mà trở về, khiến cho mỗi vị tổ vương của cổ tộc đều cảm thấy khó tin, rung động từ tận trong tâm hồn. Sau khi thánh thể đại thành bước ra từ trong tiên quán, có chút buồn bã tiếc nuối, hơi lắc đầu, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi đó, sau đó rời đi. Thiên đạo nổ vang, con đường màu vàng dưới chân kia lại xuất hiện, nhanh chóng bay ra bên ngoài cấm khu, hắn một đường bay vào trong thần thành, đứng thẳng trên bầu trời thật lâu, ánh mắt đột nhiên bốc cháy hừng hực lên, xuyên thấu không biết bao nhiêu vạn dặm, phân biệt chiếu vào trọng địa của mỗi đại vương tộc Thái Cổ. Vào lúc này, tất cả cổ tộc đều nơm nớp lo sợ, không ai dám chống lại, điều này rốt cuộc phải cần lực lượng cường đại tới mức nào thì mới làm được. Bản thân đang ở trong thần thành, lại có tiến hành uy hiếp như vậy, như bầu trời ép xuống mặt đất, bất kể là vạn long sào, hay là hỏa lân động, hoặc là nguyên thủy hồ, ai nấy đều coi hắn như một vị thần minh. Đây là ở cảnh cáo sao? Các tộc vô cùng khiếp sợ. Thật lâu trước kia, các tộc còn đứng trên cao mà nhìn xuống nhân tộc, mặc dù sau khi giao trì thịnh hội kết thúc, cũng có rất nhiều cổ tộc không chịu phục, trong đó có một vài người vẫn luôn cho rằng vô thủy đại đế không còn sống. Mà bây giờ, một nhân loại cường đại đến mức không thể đo lường được, một mình đứng trên thần thành, uy áp quét ngang các tộc, làm cho bọn họ hít thở không thông, không thể không tin, không thể không sợ. Đây là khí tức của đại đế cổ chân chính, trong nháy mắt đã áp bách cả Bắc vực, truyền thuyết cũng có thể là giả, chỉ có tự mình chứng kiến thì mới là thật. Đây là lần đầu tiên các tộc Thái Cổ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, chỉ cần một người cũng đã có thể sang bằng toàn bộ bọn họ. Đại đế cổ còn sống, hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều sinh linh Thái Cổ run rẩy. Hắn đi qua cấm khu Thái Sơ, toàn thân trở ra. Ai liều chết đi vào, tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, không ai nguyện ý tiến vào. Duy nhất chỉ có Hỏa Kỳ Tử vẫn quanh quẩn cả ngày bên cạnh Thái Sơ. Vạn vật cùng chung sống, đều có lý do mà tồn tại. Thánh thể đại thành nhẹ nhàng tự nói, nhưng âm thanh này lại như một tiếng sấm từ chín tầng trời, nổ vang bên tai của mỗi đại vương tộc, khiến cho bọn họ kinh hãi, khí lạnh tuôn ra. Tất cả những gì mà đám người Diệp Phàm, Bạch Y Thần Vương làm trước đây, những thế cục được bày ra, đều còn xa mới có hiệu quả bằng lực áp bách và uy hiếp mà thánh thể đại thành mang lại này. Một luồng sáng vàng từ phía trên thần thành bay lên, đi xuyên qua Đông Hoang, nhanh chóng bay về phía Nam Vực, ánh tiên quang vạn trượng bắn lên tận trời, vô cùng rực rỡ, sau đó biến mất, thánh thể đại thành cứ thế mà đi, trong khoảnh khắc đã không thấy đâu nữa. Chỉ trong nửa khắc, hắn từ Bắc Vực đã đi tới Nam Vực, hạ xuống mặt đất, thể cường giả nào thông qua thiên nhân cảm ứng biết được điều này thì tất cả đều thấy lạnh lẽo trong lòng. Đây là thủ đoạn gì? Vài bước thì đã đi từ Bắc Vực tới tận Nam Vực, điều này cần phải có bao nhiêu đại thần thông mới làm được, khó trách theo truyền thuyết thì đại đế cổ có thể tự mình đi lại giữa các tinh vực. Lúc này, ngay cả thánh giả cũng đều phải sợ hãi, không kìm nổi run lên. Một ngày này, cổ tộc đã sợ hãi tới mức cực điểm, có thể đoán được phong thái ngày sau của bọn họ nhất định sẽ hạ xuống rất thấp, không dám khinh thường nhân tộc nữa. Trong mắt bọn họ, đây một rõ ràng là một nhân vật ngang cỡ với Thái Cổ Hoàng, khí thôn sơn hà, áp bức 9 tầng trời, 10 tầng đất. Thánh thể đại thành tiến vào trong Nam Vực, có người đoán rằng hắn đi tới cấm địa Thái Cổ, có người bảo rằng hắn đi vào Thanh Đồng Tiên Điện. Ngay khi hắn bước chân lên mặt đất, tất cả khí tức của hắn đều biến mất,
không ai còn có thể cảm ứng được nữa. Ai cũng không biết, hắn một mình đi vào trong một dãy núi, nơi đây có các bông hoa trắng nõn, hương khí bay đầy trời, mỗi một cánh hoa đều trắng như tuyết, không chút tì vết, mùi hương thơm ngát đang tỏa ra dịu nhẹ. Tại chỗ sâu trong dãy núi này, có một cái gò đất, có vẻ thấp hơn so với các ngọn núi tại đây rất nhiều, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nó rất giống một ngôi mộ. Nhưng phần lớn đã bị hủy diệt rồi, gần như không còn tồn tại nữa, nơi này rất hoang vu và thê lương. Cánh hoa trắng nõn trên tay hắn được đặt lên gò đất này, ánh mắt thánh thể đại thành khẽ chuyển động, dường như đang nhớ về những chuyện xa vời cách đây hàng vạn năm, sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, hiện lên một nỗi buồn thê lương. Ta đến thăm nàng đây. Hắn đứng trước gò đất đã sụp lử một phần này, thì thào tự nói, ta có thể hái sao lấy trăng trên trời, ta có thể đập nát tinh không, nhưng lại không thể khiến nàng sống sót. Lưu lại cho nàng khuôn mặt mãi không già, nhưng không lưu được một luồng hồn phách kia. Hắn yên lặng đứng đó, rất lâu sau mới đi về phía những gò đất khác, chúng cũng đã bị mài mòn theo thời gian, mắt hắn trở nên ương ướt, ngấn lệ nói, các cố nhân từng kề vai chiến đấu với ta, các chiến hữu của ta, ta đến thăm các ngươi đây. Thương hải tan điền, thời gian trôi đi, nghĩa trang mà hắn từng tự tay lập nên cũng đã sớm lún xuống, một số đã biến mất, những cố nhân và hồng nhan tri kỷ từng vào sống ra chết với hắn, lúc này đều đang yên nghỉ tại đây. Ta sẽ không rời xa đâu, sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với các ngươi. Cuối cùng, thánh thể đại thành hóa thành một mảnh ánh sáng bay khắp trời, chìm sâu vào trong dãy núi này, các luồng sáng chui vào trong mộ của hồng nhan tri kỷ, mộ của các chiến hữu từng sánh vai chiến đấu với hắn. Thánh thể đại thành hóa thành một màn sáng lạn, nhiều điểm lấp lánh, chìm sâu vào trong các gò đất tại đây, trôi về phía các dãy núi hoang dã, thế nhân không ai biết, từ đó biến mất. Cùng lúc đó, nguyên thần Diệp Phàm rung lên, luồng đạo quang mà thánh thể đại thành cho vào trong mi tâm hắn trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất. Hắn đã rời khỏi trần thế rồi. Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi cục màu đen, trầm mặc không nói, hắn có thể đoán được kết cục của thánh thể đại thành, quan sát xong những biến đổi trên nhân gian, sau đó rời khỏi trần thế. Mười mấy vạn năm sau ngoái đầu nhìn lại, đứng trước mộ phần của chiến hữu, cố nhân, hồng nhan tri kỷ, chịu đựng một nỗi sầu đang gặm nhấm tâm can, nhìn bọn họ già đi, rời khỏi cõi đời, cuối cùng phải tự tay mai táng cho cốt của họ. Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều thứ, đây cũng chính là cảnh mà sau này hắn phải trải qua sao? Nửa đời huy hoàng, nửa đời cô quạnh, hắn phải tận mắt nhìn đám người bàn bác, Cơ Tử Nguyệt lần lượt già đi, cuối cùng sầu thảm mà mai táng bọn họ hay sao? Loại kết cục này thật sự đáng buồn, hắn không nghĩ tới rằng mình sẽ phải chịu kết cục này, nếu thực sự có một ngày như vậy, hắn cần phải đối mặt như thế nào? Vào lúc này, hắn cảm nhận được rất rõ ràng nỗi bi thương của thánh thể đại thành, nhìn những người thân bên cạnh lần lượt dần chết đi, thấy những người đã từng sánh vai chiến đấu với mình từ từ rời khỏi trần thế, tận mắt thấy bọn họ quay về với cát bụi, đây là một loại thê lương tới mức nào. Diệp Phàm nghĩ đến một cảnh kia, không kìm nổi rùng mình một cái, sau đó chậm rãi phục hồi lại tinh thần, may mắn duy nhất của hắn chính là ngày đó còn cách bây giờ rất xa. Ngươi nghĩ gì vậy? Yến Nhất Tịch hỏi. Diệp Phàm nhanh chóng trấn tĩnh lại, thánh thể đại thành là một tấm gương, chiếu ra kiếp trước của bản thân mình, cũng gián tiếp chiếu ra những gì khi hắn còn sống. Đáng tiếc, hắn lại rời đi như vậy, đây chính là một nhân vật có thể cùng tranh hùng với đại đế cổ, quá khứ của hắn tương đương với một tòa tiên phần, đối với những người có chí hướng tìm hiểu đại đế mà nói, thì đó là một loại tổn thất lớn không thể đánh giá được. Đoạn Đức khẽ nghiến răng. Không lâu sau, hầu tử, bàn bác bọn họ truy kích 3 vạn dặm trở về, cũng chỉ thấy một ít dấu vết do Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn lưu lại, vẫn chưa thể đánh một trận chiến với chúng được. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi khí tức đại đế cổ tràn ngập mọi nơi, thật sự quá đáng sợ, chúng ta ở phương xa mà muốn nhúc nhích cũng không được. Bàn bác nói. Diệp Phàm kể lại chuyện vừa rồi cho bọn họ một lần, khiến cho cả Tề La cũng kinh hãi, trố mắt nhìn, nói không nên lời, liên tục kêu lên đáng sợ và đáng tiếc. Đại chiến nơi đây đã hoàn toàn kết thúc, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu địch nhân, 12 tòa vô thủy sát trận thu gặt vô số sinh mệnh, khắp ngọn núi cục này đâu đâu cũng là tay chân đứt lìa, đầu người lăn lóc, mảnh xương vỡ vụn, máu động thành bùn, không khác gì một tu la tràng. Đã xong. Diệp Phàm tự nói. Các luồng xương máu tràn ngập, lượn lờ trên ngọn núi cục màu đen, khiến nơi đây tràn ngập một mùi tanh tưởi, làm cho người ta chỉ muốn nôn mửa, xương nát thịt tan chất đầy một chỗ, vừa nhìn đã thấy ghê người. Bên trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, có không ít người chưa tiến vào khu vực trung tâm, chi tới đây để xem mà thôi, lúc này sát trận đã tan vỡ, bọn họ ỷ vào lá gan lớn nên đến gần, nhưng khi nhìn thấy tràng cảnh này, ai cũng sởn tóc gáy, lạnh từ đầu đến tận chân. Ngọn núi cục màu đen đã bị máu nhuộm thành đỏ, loại cảnh tượng tàn khốc này khiến cho mỗi người đều sợ hết hồn, lông tóc dựng đứng. Một vài người nhát gan đã không kìm nổi phát ra tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng lui về phía sau, cảnh tượng nơi này thật là đáng sợ,
đây làm gì còn phải là nhân gian nữa, mà rõ ràng chính là một luyện ngục chân thực. Dưới chân núi có rất nhiều người đứng ngay ra, nhìn thấy một dòng máu chảy dọc theo sườn núi màu đen kia xuống dưới, cảnh tượng đáng sợ này đã rung động tất cả mọi người. Tại Thiên Đoạn Sơn Mạch này, mỗi một ngọn núi lớn màu đen đều cao vạn trượng, đây là máu loang từ trên đỉnh ngọn núi cục chảy xuống, cần phải giết chết bao nhiêu người thì mới có thể tạo thành cảnh tượng đáng sợ tới mức này được. Không ai không sợ hãi, toàn thân phát lạnh, khí lạnh còn thấm sâu vào tận xương tủy, lông tóc dựng đứng, cho dù bọn họ không bay lên trên thì cũng tưởng tượng được, bên trên nhất định cũng là một bãi chém giết tràn ngập máu tanh. Rất nhiều người đều thầm hô may mắn, may mà không tiến vào trong đó, nếu không lúc này hơn phân nửa thì cũng bị hóa thành dòng tiên huyết chảy dọc theo vách núi đá xuống dưới này rồi, trở thành một thành viên trong đống xác chết kia. Một trận chiến này khiến cho cả thiên hạ chấn động. Trong ngày này, cả năm địa vực cùng kinh hãi. Vào giờ khắc này, khắp các cổ tộc đều lo sợ bất an. Diệp Phàm bố cục một trận chiến, giết cho xác người vương vãi khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả Thiên Đoạn Sơn Mạch, thời điểm cuối cùng lại xuất hiện một vị đế giả của nhân tộc, tiến vào trong Bất Tử Sơn, đi tới cổ quán Thái Sơ, chấn nhiếp mỗi một đại vương tộc. Giống như một thần thoại không thể xóa nhòa. Một hồi bão tố quét khắp vùng đất này, mọi người đều rung động, không ai có thể bình tĩnh được. Đám người Diệp Phàm, Bàn Bác vượt qua hư không, đầu tiên là quay trở về Thiên Chi Thôn, không muốn ra mặt trong hoàn cảnh mưa gió nổi lên này, chỉ muốn lặng yên mà chú ý tất cả những gì xảy ra bên ngoài. Một nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng mỗi bộ tộc Thái Cổ, đại đế nhân tộc giống như một tòa núi lớn đặt trong lòng bọn họ, tất cả các tổ vương đều sợ hãi. Ai dám đi cổ quán Thái Sơ kiếm chứng, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra? Không có ai cả, mỗi một cổ tộc đều không dám tiến vào đó, cho dù là con của cổ hoàng thì cũng vậy. Ngoại trừ một mình Hỏa Kỳ Tử, thì những người thường ngay cả cấm khu Thái Sơ cũng không dám đến gần, không ai nguyện ý mạo sinh mệnh để đi gặp mặt những tồn tại trong truyền thuyết này. Khắp nhân tộc là một mảnh sôi trào, ai nấy đều thở vào một cái. Vào ngày này, khí tức và thần uy của đại đế đã tạo ra một loại tín niệm trong lòng mỗi người, nhân tộc là chủ nhân của vùng đất này, không cần phải e dè vạn tộc uy hiếp. Rất nhiều người dự đoán, một thời đại yên bình thực sự đã tới rồi, không còn phải lo lắng rằng sau này sẽ trở thành thiên hạ vô thánh nữa. Là Vô Thủy đại đế thật sao? Có vẻ không giống lắm, phong cách hành sự rất không giống. Ai có thể nói rõ ràng được, mặc kệ như thế nào, nhân tộc có đế giả còn sống, đây là chuyện thực không để phản bác được. Mỗi một bộ tộc Thái Cổ đều chua xót, một người chấn nhiếp bọn họ, rất nhiều cổ vương cũng không dám hé răng, không thể ra tay được, đây là một loại uy thế mạnh mẽ tới mức nào. Tên tổ vương từng đi ngang qua Thiên Đoạn Sơn Mạch muốn kể lại một chút, nhưng lúc đó lại không nghe rõ gì cả, hoàn toàn bị thánh thể đại thành chấn nhiếp, khi đó chỉ biết nơm nớp lo sợ, không có một chút ấn tượng nào. Hắn đã hủy diệt lạc ấn trong lòng của ta thật sao? Sau khi đưa ra được kết luận này, tên tổ vương này bị dọa tới mức sợ hãi vội vàng bế quan, không dám xuất hiện nữa. Trong nửa tháng tiếp theo, mọi người đều bàn luận về chuyện của đại đế cổ, đối chiếu hắn với những nhân vật trong lịch sử, suy đoán thân phận của hắn, cũng có người cho rằng hắn là người vừa chứng đạo vào thời kỳ này. Gió bão không ngừng nổi lên, mọi người đều đang bàn luận về chuyện này, không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy đại đế nhân tộc, sống cùng thời kỳ với người, đây chính là một loại vinh quang cực lớn, không cần phải lo lắng bị ngoại tộc khi nhục nữa. Trong thời gian này, tất cả cổ tộc đều hạ thấp tư thái, không còn vẻ ngạo mạn khi xưa, giống như đã không còn chút khí phách nào nữa cả. Ở các nơi khác, cổ tộc vẫn như cũ ở thường xuyên lui tới, mặc dù vẫn lộ ra thân phận hiển hách, nhưng đã không còn vênh váo tự đắc nữa, bắt đầu xác định địa vị ngang hàng với nhân tộc rồi. Ngạc tổ chính là cái gọi là thần linh. Vực ngoại, cổ yêu này có thực lực rất bí hiểm, chân thân thì ở trên huỳnh hoặc cổ tinh, tại thế giới này lại có một thần thai, tương lai hơn phân nửa là sẽ gây ra phiền toái. Tại Thiên Chi Thôn, đám người bàn bác, Lệ Thiên đang bàn luận. Thần thai, các ngươi là đang nói thứ này sao? Hắc Hoàng vươn ra một cái móng vuốt to lớn, trong đó có nắm một con tiểu ngạc màu vàng dài một thước, to bằng cái đuôi trọc của nó, nói, đã quên rồi sao, nó đang ở trong này, thiếu chút nữa đã bị bổn hoàng ăn luôn, không có khả năng sinh ra thần thai được. Không phải nó, đây chỉ là con cháu của ngạc tổ mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, ngạc tổ chính là một luồng nguyên thần đi tới thế giới này, mang theo một đám con cháu, tại viên cổ tinh này thì biến hóa ra thần thai, cũng không phải là thực thể. Đúng rồi, nguyên thần một lần nữa biến hóa, sinh ra thần thai, yêu tộc có một đại pháp nghịch thiên như vậy, có thể một lần nữa tạo ra chân thân thứ hai. Đoạn Đức nói, còn có chuyện này nữa sao? Ngay cả lão hủ cũng chưa từng nghe nói qua. Tề La ở bên cạnh xen vào. Sắc mặt Đoạn Đức trở nên trịnh trọng, gật đầu ra vẻ khẳng định, hắn ở trong một ngôi mộ cổ đã từng thấy một bức bích họa như vậy, nguyên thần lột xác, sinh ra thần thai, có được tính mạng thứ hai, nếu bản thể chết đi.
tính mạng này sẽ lại biến thành bản thể. Pháp môn thật là nghịch thiên. Bàn Bác kinh ngạc. Hắc Hoàng gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, yêu tộc đúng là có một phương pháp nghịch thiên như vậy, nhưng đã sớm thất truyền nhiều năm, hiện giờ gần như không ai có thể thi triển ra nữa. Thần thai do loại pháp môn này sinh ra cũng không phải là một hóa thân, nếu như thật sự thành công thì chính là sinh ra một bản thân thứ hai. Đương nhiên, có lợi thì cũng có hại, nếu như thành công thì ai là chính, ai là phụ thì còn rất khó nói, sẽ tạo thành phiền toái lớn, rất có thể sẽ vì điều này mà tự đi tiêu diệt lẫn nhau, bởi vì không có ai nguyện ý làm bóng dáng của người khác cả. Chân thân thứ hai của Ngạc Tổ, cũng chính là cái gọi là thần thai, có liên quan tới Lý Tiểu Mạn, chỉ cần tìm được nàng thì có thể thuận lợi bóp chết. Diệp Phàm nói, Thiên Chi Thôn lại có thêm hai người nữa đến, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân được cứu ra khỏi Cửu U Sơn, tới giờ mới chính thức là cố nhân trùng phùng. Đó là một địa phương bị thần trận thượng cổ vây lại, năm đó bọn họ bị đuổi giết tới mức lên trời không đường, xuống đất không lối, đi nhầm vào trong đó, ngược lại còn tránh được một kiếp, hiện giờ rốt cục cũng thoát vây. Cố nhân gặp lại, tất nhiên là một lời không nói được hết, tất cả đều nâng cốc chúc mừng, ôm lại những chuyện xưa. Một tháng sau, Cơn Phong Ba về đại đế nhân tộc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, không còn ồn ào náo nhiệt như trước đây nữa, rất nhiều người bắt đầu suy ngẫm, mà không phải là truy tìm như trước nữa. Phong Ba về đại đế trôi qua, đến lượt cuộc chém giết trên Thiên Đoạn Sơn Mạch lập tức trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người, một trận chiến này cũng không biết đã có bao nhiêu người chết, hai đại sát thủ thần triều đã sắp hối hận đến chết rồi. Bắt đầu từ ngũ sát tế đàn đã được bố cục, tất cả đều là do thánh thể nhân tộc gây nên, dẫn địch vào trong. Rốt cuộc thì trên Thiên Đoạn Sơn Mạch đã chết bao nhiêu người, mọi người không thể thống kê được hết, nhưng tiên huyết đã nhuộm đỏ cả vài ngọn núi màu đen, chảy xuống dưới chân núi, cảnh tượng khiến ai cũng phải kinh hãi. Tất cả đều là giả, hắn căn bản không có dự định rời khỏi thế giới này, hắn làm vậy chỉ là vì tiêu diệt hết đại địch mà thôi. Một trận chiến này khiến cho mọi người đều tâm thần bất an, trong lòng run rẩy. Cuộc giết chóc đã trôi qua rất lâu, nhưng vẫn như cũ làm cho rất nhiều người toàn thân phát lạnh, thật sự quá mức tanh máu. Giết cho người ta phải kinh tâm đảm chiến, một trận chiến này qua đi, trong thời kỳ thiên hạ vô thánh này, sẽ chẳng còn mấy người dám trêu chọc tới thánh thể nhân tộc nữa rồi. Đây là tiếng lòng của rất nhiều người, ai cũng đều khiếp sợ. Diệp Phàm sang bằng thế gia thái cổ, đối kháng sát thủ thần triều viễn cổ, chém nguyên cổ, tiêu diệt địa ngục thần nữ, bắn chết nhân thế gian thần tử, sát cục kinh thế hải tục khiến cho máu nhuộm đỏ Thiên Đoạn Sơn Mạch, dưới bi thế như vậy thì làm gì còn có mấy người dám mạo hiểm nữa. Thiên Hoàng Tử, nếu là đàn ông thì phải thực hiện lời hứa, bần đạo Nguyên Thủy và sư đệ Thông Thiên ở trong thần thành, đợi ngươi đưa ngộ đạo cổ trà thụ tâm tới. Vào một ngày, hai đạo nhân ở thần thành rống to, yêu cầu Thiên Hoàng Tử thực hiện lời hứa, dâng tiền đặt cược khi trước cho họ. Đương. Trong vực ngoại chiến trường, một con thuyền cổ bịt kín phát ra tiếng kim loại vang lên, bên trong truyền ra một đợt dao động sinh mệnh. Nếu đám người Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ giật mình, vì đây chính là chiếc thuyền cổ thần bí mà bọn họ đã từng chứng kiến ở thiên ngoại khi từ Tử Vi tinh vực đi tới viên cổ tinh này. Bắt đầu cổ tinh vực có đại đế còn sống sư. Một tháng trước thì dao động khủng bố đó đã hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện nữa. Ồ, Nguyên Thủy Đạo Nhân và Thông Thiên Đạo Nhân sao, hai cái tên rất có ý tứ đấy. Từ trong chiếc thuyền cổ thần bí truyền ra âm thanh thì thào tự nhủ. Thần thành vẫn như trước, tường thành như được kim loại đúc thành, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, từ thời thái cổ đến nay vẫn luôn không mục nát, luôn là trung tâm của Bắc Vực. Hiện nay, tại Bắc Vực đã có các tộc thái cổ sống lại, nơi đây càng trở nên phồn hoa, Nguyên Thủy Đạo Nhân và Thông Thiên Đạo Nhân rống to, tất nhiên là sẽ truyền đi ra ngoài một cách rất nhanh chóng. Ngộ đạo cổ trà thụ tâm là báu vật vô giá, mang ở trên người khi tu luyện thì sẽ làm ít công to, tới gần được với pháp tắc của trời đất, có thể trợ giúp cho việc ngộ đạo, là thứ đồ trân quý cực kỳ hiếm thấy. Sắc mặt Thiên Hoàng Tử trở nên xanh mét, nhưng lời đã ra khỏi miệng rồi, nếu mà nuốt lời thì sẽ tạo ra một vết bẩn không thể xóa nhòa đối với thân phận đứa con của thần như hắn, cuối cùng đành nhịn đau, bỏ ra thứ đồ mà Minh yêu thích, để người mang tới. Đây là một lão già tuổi rất cao, là một trong những người hộ đạo của hắn, đi vào một quán trà nhỏ trong thần thành, nhìn thật sâu về phía Diệp Phàm và Bàn Bác, lưu lại một miếng điếu trụy, một loại trang sức đeo cổ, cầu bình an. Nó rất tròn và trong suốt, là tinh hạch của ngộ đạo trà thụ, trong suốt lấp lánh, bên trên có một nét văn lạc lượn lờ, trời sinh đã có liên hệ, cùng cộng minh với đạo. Bất Tử Thiên Hoàng dùng gỗ của ngộ đạo trà để làm quan tài, tế luyện khối tinh hạch này, để lại cho con cháu nối dõi, trên đời khó tìm khối thứ hai, đây là trân vật mà chỉ có trong mộng ảo mà thôi. Không nghĩ tới Thiên Hoàng Tử lại thật sự có thể nhịn đau, mang thứ này đến đây. Bàn Bác cười to, nắm nó trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát, cảm thấy trong nháy mắt này dường như hắn đã nói liền một chỗ với đại đạo.
Ta không cần, ngươi cầm lấy mà dùng. Diệp Phàm thấy hắn đưa qua liền nói. Hắn đã có bồ đề tử, công hiệu cũng cường đại như nhau. Cửa ải trảm đạo đang ở ngay trước mắt, hiện tại ngộ đạo cần phải dựa vào bản thân thì mới có thể để cho đạo ngã chân chính thăng hoa. Bất kể là bồ đề tử hay là ngộ đạo trà thụ tâm thì cũng đều không phải là những vật quá cần thiết. Bàn Bác cùng Diệp Phàm cùng sinh cùng tử, cùng nhau đi vào thế giới này, tất nhiên không cần phải khách khí, trực tiếp đeo luôn lên trên người. Quẻ tượng của thần toán tử có chính xác không? Chúng ta thật sự có thể rời khỏi thế giới này hay sao? Bàn Bác hỏi. Mấy ngày nay hai người đã đi thăm viếng rất nhiều nơi, bởi vì bọn họ sợ có thể rời đi vào bất cứ lúc nào. Điều này rất khó nói, có lẽ mấy tháng, có lẽ vài năm, thậm chí tận mấy chục năm mới có thể rời đi cũng không chừng. Diệp Phàm nhíu mày, nói. Sau đó, bọn họ trực tiếp vượt qua hư không biến mất, không muốn để cho Thiên Hoàng tử tức giận tới mức phái người theo dõi. Con chim trời đánh kia, chỉ lớn bằng một ngụm của ta, vậy mà lại ăn lắm vậy. Tại Thiên Chi Thôn, Hắc Hoàng la to. Cơ Tử Nguyệt chỉ cười tủm tỉm, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của con phượng hoàng nhỏ. Nó chỉ lớn bằng nắm tay, thân hình tròn vo, mỗi một sợi lông trên người đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt, tỏa ra linh khí kinh người. Chim, chíp. Nó khẽ kêu nhẹ, ngâm mình trong dòng nước có pha cửu khiếu thánh linh dịch, khẽ vỗ cánh, bày ra một bộ dáng rất hưởng thụ, sau đó lại trực tiếp nuốt luôn một ngụm thần dịch. Lúc này, ai cũng đều có thể nhìn ra tiềm lực của nó, kém cỏi nhất cũng có thể trưởng thành đến cảnh giới yêu thánh. Sau khi Cơ Gia biết được mọi chuyện, liền không tiếc tất cả cũng muốn bồi dưỡng nó, cho Cơ Tử Nguyệt mang đến một khối thần liệu để trao đổi lấy cửu khiếu thông linh thần dịch. Đây là một khối thịt chỉ lớn bằng một đốt ngón tay, trong suốt lấp lánh, có được một loại dao động bất hủ, ánh sáng thần tính tràn ngập, có vẻ yêu dị không nói thành lời. Nhưng mà, khi đám người Diệp Phàm, Bàn Bác, Hầu Tử, Hắc Hoàng đối mặt nó thì lại có một loại cảm giác sợ run người, không kìm nổi muốn quỳ xuống lễ bái. Điều quỷ dị nhất chính là thôn thiên ma cái của Đoạn Đức lại phát ra tiếng kêu bong bong khi tới gần nó. Đừng có bảo ta rằng đây là thịt của đại đế đó. Lệ Thiên gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ngay cả Tề La cũng bị kinh động, là người đầu tiên lao tới, mà đám người Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy cũng rất nhanh chóng xông tới, tất cả đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Đoạn Đức xoa xoa tay, nuốt một ngụm nước miếng, nói, đây là thịt của hư không đại đế hay sao? Không phải. Cơ Tử Nguyệt khẽ nhăn cái mũi ngọc lại, quản cho hắn một ánh mắt xem thường. Ken, ken. Thông thiên ma cái trong mi tâm Đoạn Đức đột nhiên rung động, sau đó tự chủ bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, buông xuống từng luồng ánh sáng. Tuyệt đối là thịt của đại đế cổ, mặc dù tinh hoa ẩn chứa bên trong đã xói mòn hết rồi, nhưng vẫn khiến cho đế binh cực đạo cộng minh, đây chẳng lẽ là thịt của độc nhân đại đế hay sao? Đoạn Đức nói với vẻ sợ hãi. Là thứ lấy được từ trong Thanh Đồng Tiên Điện đã rất lâu rồi. Cơ Tử Nguyệt nói thật. Trong lòng mọi người đều nhảy rộn, lộ ra nét mặt khiếp sợ, phần đại lễ này của Cơ Gia cũng thật là lớn. Tuy rằng chỉ là một khối thịt nhỏ, nhưng cũng là thứ vô giá, đây là thứ lấy được trên thi thể của đại đế, không chỉ có thể dùng để tế luyện tiên binh, còn có thể dùng để tu luyện. Thứ quý báu nhất của nó là đế văn ẩn chứa bên trong, nếu hiểu được thì cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Lực lượng của đại đế bên trong nó tất nhiên là đã sớm tan rã hết rồi, đã bị Cơ Gia rút hết ra ngoài, nếu không thì sẽ không ai có thể tới gần được. Nó sẽ phá tan thân thể người khác, không ai có thể tiết độc đế giả được. Thanh Đồng Tiên Điện được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thần bí, mấy ngàn năm tới mấy vạn năm mới xuất hiện một lần, hơn nữa lại còn đi xuyên qua địa mạch, địa điểm xuất hiện trong mỗi lần cũng không giống nhau. Tương truyền, bên trong có bí mật để thành tiên, nhưng không ai có thể tìm được, từ xưa đến nay những kẻ đi vào thì gần như đều đã chết hết. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt may mắn tiến vào, chiếm được cơ duyên cực lớn, dưới sự trợ giúp của miếng đồng xanh mà thu được nguyên căn của vạn vật mẫu khí. Cửu tử nhất sinh mà trở về. Mà kỳ tài của nhân tộc là Nam Cung Chính cũng còn sống mà trở về. Đây là vài người trong số rất ít người sống sót được ghi lại từ xưa tới nay. Ngoài ra còn có một vị đại thánh còn sống trở về. Những người khác thì ai cũng ngã xuống bên trong, trở thành những đống xương trắng mục nát. Vị đại thánh kia có thu hoạch lớn nhất, đáng tiếc lại không có mạng mà hưởng. Trong những năm tháng vô tận trước kia, hắn là người duy nhất còn sống, lấy ra được một ít thịt từ trong Thanh Đồng Tiên Điện. Đáng tiếc, đế thi cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể lấy được, mặc dù là hắn là đại thánh thì cũng không được, cộng thêm việc vốn hắn cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa, ngay trong ngày đi ra khỏi đó thì cũng tọa hóa luôn. Những chuyện sau đó thì rất nhiều cổ giáo tại Đông Hoang đều biết, có không ít lời đồn truyền ra, năm đó vài thánh địa cường thịnh nhất đã chia đều những cổ thi thể kia. Các lão tổ tông trong gia tộc luôn phủ nhận, nói đó là tin đồn thất thiệt, bây giờ rốt cuộc cũng nói ra chân tướng cho ta biết, thì ra tất cả đều là sự thật. Cơ Tử Nguyệt nói. Cơ Gia là may mắn nhất, bọn họ đạt được một chiếc nhẫn bên trong khối thịt đó,
thoạt nhìn thì rất bình thường, không có gì đặc biệt cả, giống như được dùng một miếng đồng thau mài thành, rất thô ráp, như là được làm để cho trẻ con đeo lên vậy. Nhưng mà nó lại là thứ bất hủ, đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm rồi, còn chắc chắn hơn cả thánh binh, chống đỡ được sự mài mòn của thời gian năm tháng. Trên mặt nó không có đạo văn gì, nhưng lại có một loại lực lượng thần bí, khó có thể đo lường được, có thể nói đây là một kiện bí bảo. Sau đó, một vị thánh nhân cơ gia đã từng phỏng đoán rằng thứ này vốn là một khối đồng bình thường, nhưng lại là thứ mà vị đại đế kia yêu quý nhất, quanh năm suốt tháng được vị đó đeo lên, có được thần tính của đại đế bồi dưỡng, rất có thể còn được vị này ký thác tâm linh lên, do đó mới biến thành một tiên trân. Cũng chỉ đại đế cổ thì mới có loại thủ đoạn này, hóa một khối đồng bình thường thành tiên hoàng, vĩnh viễn bất hủ, tràn ngập thần tính. Xoát. Lòng bàn tay của Cơ Tử Nguyệt chợt lóe sáng một cái, một chiếc nhẫn cổ thô sơ xuất hiện, nó quả thật rất thô ráp, tuyệt không có chút đẹp nào cả, nhưng lại có một loại ý vị khó có thể nói rõ được, có thể khiến cho bất kỳ bảo vật nào cũng phải ảm đạm vô quang trước mặt nó. Chiếc nhẫn này vốn đã thất lạc, nhưng được Cơ Tử Nguyệt khi còn nhỏ tìm được trong một ngõ ngách của gia tộc, vẫn giữ nó trong tay, lúc đó còn tỏa ra từng đợt tiên huy, kinh động các tộc lão, sau đó một đám lão nhân bắt đầu mật nghị, trực tiếp ban cho nàng, yêu cầu nàng vĩnh viễn không được để mất nó. Thông thiên ma cái giống như đang sống lại, phát ra từng đợt thần uy cực đạo, rời khỏi đỉnh đầu của Đoạn Đức, nhanh chóng biến thành nhỏ, không ngừng lơ lửng trên lòng bàn tay của Cơ Tử Nguyệt. Mọi người đều khiếp sợ, tuy nhiên điều khiến họ có chút yên tâm chính là, thần uy của nó đã nội liềm, cũng không làm bị thương người khác, chỉ khiến cho người ta kinh hãi mà thôi. Thi thể trong Tiên Thanh Đồng Điện thật sự là của độc nhân đại đế hay sao? Mọi người đều kinh ngạc. Là nó. Đoạn Đức run rẩy, hắn nói ra một chuyện khiến cho người khác phải giật mình, từ sau khi hắn có được thôn thiên ma cái, ngẫu nhiên gặp phải ác mộng, những khi đó hắn luôn nhìn thấy một chiếc nhẫn thô ráp và một cái mặt nạ hình mặt quỷ. Lúc này, khi nhìn thấy chiếc nhẫn đồng thô ráp này, lông tơ trên người hắn dựng thẳng lên, toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi túa ra, thứ này giống như đúc với chiếc nhẫn mà hắn nhìn thấy trong mơ. Chiếc nhẫn của độc nhân đại đế. Sau khi mọi người biết chuyện này, ai nấy đều trợn mắt há mồm, thứ này đích thực là một kiện tiên trân. Không hề nghi ngờ gì nữa, độc nhân là một truyền kỳ, thời gian sống nhiều hơn xa các đại đế khác, đã có vài lần sống lại, một người sống 3-4 đời trở lên, thật sự rung động cổ kim. Nam Lĩnh Thiên Đế, Loạn Cổ Đại Đế cũng đều là độc nhân hay sao? Bàn Bác nói. Nam Lĩnh Thiên Đế có lẽ đúng là vậy, nhưng Loạn Cổ thì khẳng định là không phải, thiên đình của ta có một vị đại thánh đã từng ra mắt Loạn Cổ Đại Đế. Tề La lắc đầu nói. Về độc nhân thì có rất nhiều bí mật, thậm chí còn có người nghi ngờ rằng vị này vẫn chưa chết, luôn luôn thoát thai hoán cốt, trường tồn cùng với thế gian. Đương nhiên, lại có càng nhiều người phản đối hơn, đó là do trên thế gian không có khả năng có hai vị đại đế cùng tồn tại một lúc, vị đại đế khiến người ta kính sợ này cuối cùng cũng biến mất khỏi trần thế. Ta ở trong cảnh tượng khi mơ thì đã cảm nhận được một loại tình cảm ly biệt, ngẫu nhiên có thể thấy được một hình ảnh mơ hồ, một cô bé đang khóc, tiễn một thiếu niên đang đi cùng một đám người về nơi xa, phía trước là một cái ngũ sắc tế đàn. Đây là nguyên nhân căn bản mà Cơ Tử Nguyệt đưa ra chiếc nhẫn này, nàng thấy được cảnh tượng này, trong lòng khó có thể bình tĩnh, biết Diệp Phàm sẽ rời đi, không kìm nổi báo cho hắn về bí mật của ngũ sắc tế đàn. Trong cảnh tượng khi nằm mơ của Cơ Tử Nguyệt, đó là một tiểu sơn thôn rất xa xôi. Cô bé có gia cảnh nghèo khó, chiếc quần cũng có rất nhiều mảnh vá, thậm chí ngay cả đôi giày nhỏ cũng thủng, thò cả ngón chân ra, khiến người ta nhìn mà thương xót. Vị thiếu niên kia có lẽ là thân nhân duy nhất của nàng, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Mặt nạ hình mặt quỷ là món đồ chơi duy nhất của bọn họ, không có trang sức châu báu xa xỉ, thiếu niên để cho cô bé vui vẻ, liền dùng đồng thau bẻ cong, tạo cho nàng một chiếc nhẫn, mặc dù rất thô ráp, nhưng cô bé lại coi nó như một bảo bối. Sau đó, có một đám người đi tới nơi này, coi thiếu niên như một kỳ tài, mang hắn đi, đối với tư chất của cô bé thì lại không ngừng lắc đầu, mặc kệ nàng khóc lóc, mạnh mẽ đưa thiếu niên đi. Cô bé khóc lớn, chạy rách cả đôi giày nhỏ, thiếu niên đau khổ cầu xin. Rốt cuộc thì đám người kia cũng đáp ứng cho cô bé đến tiễn đưa. Cuối cùng, bọn họ đi tới trước một tòa ngũ sắc tế đàn, thiếu niên và một đám người, cùng với không ít người trẻ tuổi khác bước lên, chuẩn bị đi xa, cho dù cô bé có khóc lóc thảm thiết thì rốt cuộc cũng không thể đến gần được. Trước khi đi, thiếu niên lấy ra chiếc mặt nạ hình mặt quỷ và chiếc nhẫn, dùng sức ném về phía nàng, cuối cùng biến mất trên ngũ sắc tế đàn. Vài năm sau, cô bé khốn khổ cũng dần trưởng thành lên một chút, vẫn luôn chờ ở bên cạnh ngũ sắc tế đàn. Bỗng một ngày nhìn thấy rất nhiều người trở về, liều lĩnh chạy lên, chỉ thấy được thi thể của thiếu niên kia, nàng bị người ta mạnh mẽ đẩy ra, ngay cả liếc mắt thêm một cái cũng không thể được, nàng khóc lớn, từ đó không còn ai gặp lại nữa. Mà tất cả hình ảnh đến đó liền bị cắt đứt, không còn xuất hiện thêm,
đây là những hình ảnh mơ hồ trong mơ mà Cơ Tử Nguyệt thường thấy khi mang chiếc nhẫn trên người. Chẳng lẽ cô bé kia chính là độc nhân đại đế sau này hay sao? Trong lòng bọn họ không ngừng dậy sóng. Cô bé đáng thương, không có tư chất kia, sau đó lại chính là độc nhân đại đế vang dội cổ kim, chí cao vô thượng sao? Sau khi bọn họ biết được điều này, không phải là khiếp sợ, mà là có chút thương cảm và thở dài. Mỗi một lần nhìn thấy Thôn Thiên Ma Cái, nhìn thấy cái mặt nạ hình mặt quỷ, tự khóc như không khóc, tự cười như không cười, ai nấy đều không kìm nổi chua xót trong lòng. Rất nhiều người đều đoán rằng, đó là một trải nghiệm khó quên của độc nhân, trong lúc mỉm cười mà rơi nước mắt, trong lúc chua xót mà nhớ lại hồi ức đẹp đẽ, lại không ngờ tới nó lại có một bí mật như vậy. Trong mắt những ngoài thì có lẽ đó chỉ là một đoạn chuyện cũ rất bình thường, nhưng đây lại là thứ quý giá nhất trong đời này của cô bé, là một đoạn trí nhớ mà cả đời độc nhân đại đế không thể quên. Những gì nàng phải trải qua sau đó là gì, không ai biết được, có lẽ khi đó chính là thời điểm mà huy hoàng của nàng bắt đầu, quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất không có địch thủ, ít nhất thì những người ngoài cho rằng như vậy, nhưng những ký ức về nàng cũng đã bị xóa sạch, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Không ai biết được. Cơ Tử Nguyệt nhìn về phía Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi phải đi xa, không lâu trước ta đã dò xét bản đồ các sơn mạch, biết được cái ngũ sắc tế đàn trong mơ kia chính là nằm tại nơi này. Ngũ sắc tế đàn. Mọi người ở đây cả kinh, tất cả đều nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt. Hẳn là ở Trung Châu. Cơ Tử Nguyệt tra xét các điển tịch, dựa theo một vài dấu vết để lại, nhận ra cảnh trong mơ rất giống với một chỗ tại Trung Châu, sau đó càng tra nàng càng cảm thấy kinh hãi. Tại Trung Châu từng có một thần triều, tên là Vũ Hóa, nếu còn tồn tại thì có lẽ chính là thiên hạ đệ nhất thần triều. Nó có một thời kỳ vô cùng cường thịnh, khi đó bốn đại thần triều kia vẫn còn chưa xuất hiện, hơn phân nửa lãnh thổ tại Trung Châu nằm dưới sự thống trị của thần triều này, mệnh lệnh phát ra, không ai dám làm trái. Từ hai chữ Vũ Hóa cũng có thể suy đoán được, thần triều này có một thời kỳ thịnh vượng tới mức nào, thứ bọn họ truy tìm chính là bản chất của trường sinh, tất cả đều là vì trở thành tiên. Nhưng mà nó lại sụp đổ chỉ trong một đêm, từ đó xóa tên trên thế gian này, giống như chưa từng tồn tại qua, ngay cả trong sách cổ cũng đều ghi lại rất mơ hồ. Cơ Tử Nguyệt tra xét điển tịch bên trong tàng kinh các của Cơ gia, đối chiếu giữa các loại bản đồ cổ với Sơn Hà đồ ngày nay, ngũ sắc tế đàn trong mơ nằm tại tổ miếu của Vũ Hóa thần triều. Vũ Hóa thần triều cường đại như vậy, bọn họ có được ngũ sắc tế đàn hay sao? Bàn Bác giật mình, hiện tại thì tất cả các tế đàn đều đã trở thành di tích, không ai có thể nắm giữ được. Ta cũng nghe nói qua, đây là một thần triều cực kỳ cường đại, năm đó là số 1 tại Trung Châu, cuối cùng lại thật sự biến mất, tuy nhiên không phải là phi thăng thành tiên, mà là biến mất thành tro. Hắc Hoàng nói, nếu ngươi thật sự muốn rời đi, có thể đi tới di tích Vũ Hóa nhìn một cái, có lẽ có thể tìm được gì đó, địa phương kia rất thần bí. Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng nói, nàng cũng không nguyện ý cùng hắn cách xa, nhưng vẫn biết suy nghĩ cho hắn, tuy nhiên trong đôi mắt đẹp không tránh được có một tia ảm đạm. Diệp Phàm không biết nói gì, nhìn vào đôi mắt nàng, muốn an ủi một chút, đây có lẽ là một loại thương tổn, muốn đưa nàng cùng đi tới tinh không kia, nhưng cũng giống như hắn, nàng không thể bỏ cha mẹ mà đi được. Cơ Tử Nguyệt miễn cưỡng cười, nói rằng mỗi đêm nàng đều nhìn lên bầu trời, vì hắn mà cầu phúc, khi tất cả có duyên, nhất định, sẽ theo dấu chân của hắn, đi tinh không kia xem một chút. Bong, bong. Thông Thiên Ma Cái phát ra một âm thanh gào thét, chìm nổi phía trên lòng bàn tay của Cơ Tử Nguyệt, buông xuống từng luồng tiên huy, cộng minh với chiếc nhẫn bằng đồng thau kia. Giữa chúng có từng luồng sáng huy hoàng, đang nối tiếp cùng một chỗ, loại kỳ cảnh này khiến cho mọi người đều chấn động, quả nhiên là di vật của độc nhân đại đế. Không thể nghi ngờ gì nữa, chúng nó có cùng xuất thân, có thể giao hòa với nhau. Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của cô bé trong mơ ra sao hay không? Diệp Phàm hỏi. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu, những hình ảnh kia rất mơ hồ, nhất là vẻ mặt của cô bé lại còn mờ mịt hơn. Chỉ nhớ rõ nàng có một đôi mắt to sáng ngời, ngân ngấn nước mắt, tóc tết như hai cái sừng, chỉ có tầm 3 đến 4 tuổi, mặc bộ quần áo cũ rách, dưới chân là một đôi giày nhỏ cũ nát. Ông! Hư không rung lên. Cảnh tượng mơ hồ trước mắt mọi người lưu chuyển, tại cái ngũ sắc tế đàn kia xuất hiện một cô bé đang chạy, đôi giày đã hỏng, vừa khóc lớn vừa chạy về phía trước, chỉ để nhìn cổ thi thể kia một lần. Ầm. Hình ảnh vỡ nát, sau đó tất cả đều lâm vào bóng tối, dường như có một âm thanh đang vang vọng đâu đây, không thành tiên, chỉ ở tại hồng trần này chờ huynh trở về. Mọi người đều rung động, tất cả đều ngây dại, đây chính là độc nhân đại đế hay sao, nàng cực kỳ tin tưởng rằng thiếu niên đó còn có thể xuất hiện lần nữa, đây là chấp niệm của nàng. Cũng là hy vọng quý giá nhất trong lòng nàng, nghịch thiên sống tận vài đời, chỉ vì chờ thiếu niên kia hay sao? Không có ánh sáng rực rỡ, vẫn ảm đạm như cũ. Nàng đã quét ngang thiên hạ, huy hoàng mà đứng trên 9 tầng trời, đứng tại đỉnh cao của thế gian, nhìn xuống luân hồi muôn đời, nhưng cũng không mất đi ký ức này.
Cái gọi là huy hoàng của đại đế, đối với nàng mà nói thì còn xa mới bằng được một đoạn ký ức khi nhỏ tuổi đó, không thể so được với đoạn thời gian vui vẻ xen lẫn chua xót kia, cho dù có vô địch thiên hạ thì cũng không thể kéo lại được tất cả những gì năm đó đã mất. Cuối cùng tất cả đều tan biến, chỉ còn lại một tấm mặt nạ quỷ mang theo nước mắt, tự khóc như không khóc, tự cười như không cười, đó là thông thiên ma cái đang lơ lửng trên không trung. Đinh. Vẻ sáng bóng của chiếc nhẫn bằng đồng trong tay Cơ Tử Nguyệt đột nhiên thu liễm lại, chìm sâu vào trong cơ thể nàng, hai kiện di vật của độc nhân đại đế tự động tách ra, đều an tĩnh lại. Một vị đại đế khiến người ta phải kính sợ, nhưng mảnh ký ức của người lại khiến bọn họ cảm thấy phức tạp và khó hiểu, trong lòng không ngừng rung động, không nói rõ được đó là một loại cảm giác như thế nào. Ta cảm thấy mình có nhân quả rất lớn cùng với độc nhân đại đế. Diệp Phàm tự nói. Trên người hắn cũng có những thứ như vậy, đều có liên hệ với độc nhân đại đế. Đầu tiên là vạn vật mẫu khí đỉnh, thu được từ trong thanh đồng tiên điện, đây là chứng đạo thánh vật vô giá. Tiếp theo là chân long bất tử dược, hai mươi mấy vạn năm trước chính là của độc nhân đại đế. Hắn từng liên tục hai lần đoạt được chân long thần dịch, hiện tại trên người hắn vẫn còn có, chưa dùng hết. Mặt khác, còn có tấm tiên trân đồ kia, là đoạt được từ trong hỗn độn long sào, ngay cả đấu chiến thánh hoàng cũng từng có được nó, mà hai mươi mấy vạn năm trước đã rơi vào trong tay độc nhân đại đế. Khi Diệp Phàm có được thứ này, quan tài của độc nhân đại đế đã chìm vào trong hỗn độn. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.